rồi má. Cái mắt mới chế. Nhà cái sản phẩm mới đi lấy chồng. Lâu rồi không lại ăn cùng. Hẹn mới chế ra. Có thông báo gì tao không biết, tối nay mạng nó có yêu thương như tao không nữa. Vô anh. Vô chưa, vô chưa. Báo. Hai coi chưa, một người coi à. Người một. Hả? Con nhỏ kia nó like, nó chỉ á. Vô mấy phút đầu là ngồi im đặng lấy cái ảnh nền. Chỉ nó là chim. Hello mấy chế. Chỉ làm kiểu hồi này ngồi im đặng đi. Ồ, bữa nay em lên sớm quá ha mấy chế à. Trời ơi, hổng ngày có ai nhớ em không? Hổng ngày em mất tích có ai nhớ em không mấy chế? Hèn gì em không, hèn gì chứ không biết chứ cứ hổng gà đi đâu vậy. Hổng gà em trốn đi cho mấy chế nhớ em, đừng lâu lâu em like lại cho mấy chế giật mình, ok không? Ok không? Có ai nhớ em không nè, có ai nhớ em thả tim cho em coi. Trời ơi, bên đây thấy em mới vô mặc cái đầm đỏ là thấy Noel Tết tới rồi đúng không mấy chế? Bữa giờ thấy chế. Mấy chế quá trời mong đợi. Hello, cảm ơn mấy chế đợi em nha. Sao lâu quá không thấy like, có công việc nên không like được mấy chế ơi. Bạn chia sẻ like giùm em nha. Hôm nay là banh nóc luôn nè. Hôm nay bùng nổ luôn nè. Bữa nay like quần áo khoác không gái. Dạ có nha chế Cẩm Tiên ơi. Rồi mấy chế ơi, bữa nay là 22 rồi. Em tính là ngày mai mới bắt đầu like, nhưng mà em nôn quá em like luôn. Noel tới rồi mấy chế, vào chia sẻ live stream giùm em nha. Hôm nay thì không có quên tặng quà cho mấy chế đâu, chuẩn bị quà quá trời luôn. Mất tích từng quay lại, chuẩn bị quà quá trời luôn, để sợ mấy chế quên em. Vào là chia sẻ liền live stream giùm em nha. Chia sẻ chế độ công khai là chia sẻ hội nhóm giùm em. Hello chế đẹp, hello Hồng Nhiên. chia sẻ giùm em chưa. Hôm nay em sẽ tặng đầm đỏ đúng chắc là Noel luôn nha mấy chế nha. Vào nhớ chia sẻ live stream giùm em nha. Hôm nay là ưu đãi cực kỳ luôn, cái gì cũng ưu đãi luôn. Hôm nay hơi nôn nên là lên sớm, giờ này mấy chế rảnh chưa. Hello anh Mạnh. Hello anh Ba. Hôm nay chú nướng kìa. Nôn nhận đồ mà em bị ép không nên giờ xem like đỡ gì. Chế Thanh chút đồ chứ bị chuyển hoàng rồi phải không chế? Chúc chế mau khỏe nha. Đầm đẹp quá. Rồi mấy chế yêu ơi, vào chia sẻ live stream giùm em nha mấy chế nha. Hôm nay có rất là nhiều ưu đãi cho mấy chế luôn nè. Tặng đầm nè, em sẽ bán đồ bộ, sale đồ bộ giá rẻ nè, sale áo khoác nè. Hello chế xinh đẹp, hello Liên Nhi nha. Đồ của cưng còn thiếu. Đồ máy lạnh chưa chế nực quá. Sao lâu quá mới like vậy chị? Trời lâu lâu em mất tích. Chứ. Tưởng chị nghĩ like trời nghề nghiệp mà em dễ gì bỏ được. Lâu lâu em mất tích coi. Em mới đi du lịch về. Lâu lâu em mất tích coi có chế nào nhớ em không đó. Rồi chia sẻ mạnh mạnh lên giùm em đi, em tặng đầu like cho mấy chế nè. Ngon. Thôi ăn đi, chế no quá. Cảm ơn cơm mình. Hello chế Kim Quỳnh. Nước nóng hay gì ấy à? Nước nóng lắm. Đi sửa chứ còn kìa. Rồi hôm nay là sẽ ưu đãi cho mấy chế nhân dịp Noel nha. Đầm là 400 nha mấy chế nha. Đầm là 400 nhưng mà đầm này cái chất nó không có co giãn mấy chế. Đầm này cái chất nó không có co giãn nên là chế nào chắc cũng nhỏ nhỏ con mới vừa. Chế nào cũng nhỏ nhỏ con mới vừa nha. Trời bữa nay em lên sớm quá luôn á. Bữa nay em lên sớm quá trời sớm luôn á. Để coi có chế nào nhớ em không. Hello chế bầu nè. Bây giờ em đang ăn cơm chẳng coi thông báo. Rồi mọi người vào chia sẻ live stream giùm em nha. Đầu live em sẽ bán tặng cho mấy chế nha. Hổng gài, hổng gài ở hổng gài. Lâu quá mới thấy hè. Hổng gài á, hổng gài không có ý không đấu like được đâu Út. Tính nói gì trời, hổng gà rảnh nên là chăm sóc da. Hôm nay mấy chế thấy có da em đẹp không, chăm sóc từ đầu tới chân nặng lâu lâu hả? Để lâu lâu xuất hiện lại cho mấy chế cho đẹp. Thấy bữa nay da đẹp không, thấy bữa nay trắng không. Hổng gà đi du lịch hả? Dạ rồi rồi, đầu like để tặng đầm cho mấy chế nha. Tặng đầm, trời bữa nay lên tặng mấy chế đó. Nhớ là chia sẻ hai lần trên trang cá nhân, hai lần hội nhóm mấy chế. Tặng đầm này đúng chắc là Noel luôn. Okay, nhớ giữ đồ hả nha. Ok chế nha, sợ chế không lấy thôi chứ bên em là khách kêu giữ là giữ tới bến luôn.
Hồi xíu em sẽ cưa cho mấy chế mấy cục bơm chà bá nặng luôn nha mấy chế nha. Trời mấy chế chơi kỳ quá à, gần Tết nhất tới nơi mấy chế chơi kỳ quá. Bây giờ em nói luôn nè mấy chế ơi, Tết tới rồi bây giờ ha. Bây giờ làm dịch nè, ship rất là chậm luôn và em sẽ ngưng ship sớm nữa, tầm khoảng là 2 tuần nữa thôi là em sẽ ngưng ship code rồi nha mấy chế nha. Nên là mình cần mua cái gì thì mình mua nhanh, chờ bây giờ ship có khi 10 bữa nửa tháng mới nhận được đồ luôn mấy chế. Nên là mấy chế bây giờ mà mấy chế để chậm quá là sợ không kịp ăn Tết luôn đó. Cảm ơn chị Trần Tím nha. Hẹn chị đón hoài không thấy hả Năm. À, rồi hôm nay em sẽ chi ăn nhân là Noel nên là mấy chế mua kem và serum. Em sẽ tặng mặt nạ nha, em sẽ tặng mặt nạ và phi ship nha. Chai nhỏ thì được phi ship, chai lớn và serum lớn được tặng hai mặt nạ, nguyên combo được tặng hai nạ nha thầy cù nha. Càng ngày càng đẹp hết sớm. Ok đi nha, tranh thủ lấy sớm giùm em nha chế ơi. Thiệt không dài, không dài rảnh, không có like nên là chăm sóc dây rất là kỹ, đang lên gặp mấy chế nè. Rồi em sẽ tặng đầm này nha, để em ghi lâu quá mới gặp, chạy lâu dữ ha, em nhớ mới cũng mới có một tuần à, ghi dùm chế đi. Serum nhỏ được free ship nè, combo kem và serum thì được tặng nạ nha. tặng chế mạnh cái đầm nha. Rồi em tặng đầm đỏ luôn em mấy chế ơi, comment giùm em đầm tặng có chia sẻ livestream nha, kèm số điện thoại. Đầm tặng có chia sẻ livestream kèm số điện thoại giùm em nha mấy chế nha. Tặng cái đầm mấy đúng chất Noel luôn nè. Đầm tặng kèm số điện thoại chia sẻ hai lần trên trang cá nhân, hai lần hội nhóm nha mấy chế. Đầm tặng kèm số điện thoại giùm em. Rồi mấy chế hôm nay mua combo thì sẽ được tặng hai nạ, mua serum chai lớn sẽ được tặng hai nạ và miễn ship, chai nhỏ được miễn ship luôn nha. Em chỉ ưu đãi trong like này thôi nha. Hổng gà hồi sáng giờ mấy đứa nó cũng nhỏ nhiều chế. Gà chai serum nhỏ là 150 nha, sáng giờ mấy đứa nó cũng gói nhiều nhưng mà không có được miễn ship. Mấy chế mua trong like nhớ chia sẻ livestream, em sẽ ưu đãi tối nay sẽ được miễn ship nha mấy chế nha, và nhớ có chia sẻ livestream thì mới được ưu đãi là miễn ship nha. Bấm lên rồi chứ lên. Chế chưa có thấy bình luận của cưng. Nhớ chia sẻ like giùm em nha. Hôm nay để em cố gắng like nhiều nhiều cho mấy chế. Cái này là cưng ghim phải không? Còn chưa thấy bình luận trên đó chứ. Chứ chưa thấy. Từ từ. Nên là ai đang xài và ai đang xài, ai gần hết thì mấy chế mua để dành đi nha mấy chế nha. Chứ mấy chế đợi mà hết luôn á là mấy chế hối bên em là ship thiệt sự là 3 giờ 4 cẳng là chạy không kịp luôn á. Trời có quyền trang comment đầm tặng nữa. Quyền trang vừa không? Thấy chưa? Thấy cái bình luận chưa? Xíu em sẽ thấy bình luận chưa? Thấy bình luận chưa? Đầm em đang mặc là 400 nha mấy chế nha. Đầm em đang mặc là 400. Thấy chưa trời. Mấy chế comment đầm tặng kèm số điện thoại luôn nha mấy chế. Không biết mai em like hồi chưa chế điện mua kem giờ có miễn ship cho gửi rồi. Hồi chưa mua kem gửi rồi hả? Em gửi rồi luôn. Chưa? Có kem không hả gì? Kem với à, kem với serum thì chế được miễn ship nha chế nha. Còn đặt trong like này mấy chế đặt món lẻ thì em cũng miễn ship cho mấy chế à, và đầm mặt thì em chỉ có một size à chế ơi. Em chỉ nạ rồi đầm đen mặt thì 50 chắc khoảng 50-52 ký đổ lại vừa nha mấy chế nha. 400 kem với nạ được miễn không? Kem với nạ hả? Nạ gì? Nạ nha hay cùng. Đặt ở ngoài thì không được miễn mà lỡ rồi chứ chia sẻ livestream giùm em miễn cho nha, tại vì đặt ở ngoài thì không có miễn ship. Rồi, ở ngoài thì em chỉ tính là combo miễn thôi. Còn trong live hôm nay em đang ưu đãi mấy chế nhớ là chai nhỏ cũng được miễn ship nha. Nên là mình đang xài hoặc là mình muốn trải nghiệm hỏng gà, mình thấy sản phẩm của bên em mà mấy chế chưa có mua dùng thử đó, hôm nay được miễn ship thì tranh thủ giùm em nha. Tranh thủ chia sẻ livestream và đặt trong livestream này để được nhận ưu đãi miễn ship nha. Rồi mấy chế yêu ơi, mấy chế nào mà xài kem và xài serum và xài nạ gì bên em, tất cả mỹ phẩm bên em mà mấy chế thấy ok, mấy chế thấy hiệu dạ, quả. Cảm ơn chế. Mấy chế bình luận ở đây cho em xin phản hồi với nha mấy chế nha. Cảm ơn chế Nhật Di nha. Rồi comment ở đây cho em xin phản hồi, em sẽ tặng cho mỗi người 3 miếng nạ nhau thay cù nha mấy chế, 3 miếng nạ nha. Em sẽ ship cùng cho mấy chế 3 miếng nạ nhau thay cù. Ai mà xài rồi im ok mình cho em xin phản hồi ở đây, em tặng mặt nạ nha, mỗi người 3 miếng lấy lọc nha mấy chế nha. Kem với
Okay, rồi đây nha. Đây em quay đầm đây, em quay đầm cái đi để cho bình luận quá. Để em coi. Rồi em khuyên mấy chế thiệt tình là gần hết. Bây giờ mình gần hết thì mình cứ đặt đi. Lâu lâu bên em mới có chương trình miễn ship với tặng thêm mặt nạ nha. Tại vì nạ bên em cũng gần hết rồi. Tặng đến khi nào thì em tặng đến khi nào hết thì em sẽ ngưng nha mấy chế nha. Em quay đầm nha mấy chế. Em sẽ quay đầm nha mấy chế. Này nó cũng tinh chế xe bấm quay nó quay vậy. Chị đặt bộ đồ 65kg. Quá rồi khoan để cho bình luận mấy chế có đặt rồi khoan nha. Khoan để em quay game một cái. Em quay game một cái rồi hả comment đầm tặng nha. Cái máy này sao quay game không được chứ chế ơi. Ừ. Sao nó đứng? Máy này em bị đứng nè. Sao bị đứng rồi chứ bây giờ quay cách gì đây? Cái máy kia đâu quay được rồi. Máy này đang live. Máy kia đang live. Có người lấy đồ gì bất kèn. Rồi comment đầm tặng kèm số điện thoại nhớ chia sẻ livestream giùm em nha. Ai xài rồi nhớ cho em feedback nha mấy chế nha. Trời cái máy em bị điên gì vậy trời. Bây giờ em sẽ quay ngẫu nhiên ra được không? Kem với serum xài im lắm nha. Vì chưa đọc hết bình luận của khách nữa nó cho mất tiêu rồi nè. Kem với serum xài im lắm đã mất tiêu rồi trời. Nó nhiều dữ thiệt. Đây một chị khách nè. Kem với serum xài im lắm da mình thấy trắng mờ nám tàn nhang nhiều lắm. Em cảm ơn chế Ngọc Hiền nha. Em sẽ tặng cho chế Ngọc Hiền ba nạ nha thay cù nha chế nha. Cái này có một người quay cái gì chế quay chế ơi lần nào mà em tặng cái gì mà nhiều tiền là cái hệ thống quay game của em nó bị lỗi nha mấy chế công nhận nó nó sợ em tốn tiền cái gì á. Em tặng em không tốn tiền mà mỗi lần em tặng cái gì mà nhiều tiền là hệ thống quay game của em nó bị lỗi nha. Giờ em không biết tặng bằng cách nào nữa. Bây giờ em sẽ lướt ngẫu nhiên đi. Bây giờ em sẽ lướt ngẫu nhiên nha. Chúng tên chế nào thì chế đó chúng được không mấy chế ơi. Nè lướt ngẫu nhiên nha. Chắc mấy chế có chia sẻ. Chị xài mới có một tuần mà ai cũng khen da đẹp hết. Em cảm ơn chế Hồng thiệt nha. Rồi em tặng chế Hồng thiệt ba nạ luôn. Ba nạ nhau thay cù luôn. Rồi mấy chế yêu ơi, nói chung á là bây giờ rất là nhiều loại mỹ phẩm luôn. Nhưng mà em muốn chia sẻ với mấy chế là kem với serum của em là xài rất là ok luôn nha mấy chế nha. Rồi em chọn đại đi nha mấy chế nha. Em chọn đại nha, em tặng ai cũng vậy, chọn đại nha mấy bà, chọn đại. Ai vậy? Ai được tặng gì? Có thấy ghim chưa? Đoàn Thị Kiều Diễm được tặng. Đoàn Thị Kiều Diễm rồi, Đoàn Thị Kiều Diễm trúng nằm rồi nè. 0944092098 rồi chúc mừng Đoàn Thị Kiều Diễm luôn. Em còn tặng nữa nha. Trời ơi, mới vô game trúng mới vô chút xíu trúng cái nằm vui luôn. Vui luôn nha, rồi một chế trúng nằm nha. Cái này em hứng vậy đó. Em còn tặng nữa nha mấy chế nha. Em còn tặng nữa nè. Tặng nằm này nữa nè. Mấy bà chia sẻ mạnh lên cho em đi. Ok chứ. Rồi mấy chế ơi, mấy chiêu bây giờ muốn hỏi cái gì nè. Muốn hỏi cái gì ai thấy kem nè, serum chỉ mụn nè, serum chỉ nám nè, serum B5 nè, hoặc là nguyên combo. Ai muốn tư vấn cái gì hỏi ở đây em tư vấn cho nha. Và hôm nay là được miễn ship. Cảm ơn chế yêu. Hên ghê luôn ha. Đoàn Thị Kiều Diễm. Hên ghê ha. Hôm ghê, Noel vui vẻ luôn. Chúc Đoàn Thị Kiều Diễm với mấy chế Noel vui vẻ luôn nha. Noel năm nay chắc ở nhà rồi mấy chế ơi, chứ đi đâu. Kem với serum bao nhiêu tiền? Kem với serum nguyên bộ là 600 nha chế Thanh Bình Nguyễn ơi. Chai nhỏ dùng thử là 150. Nhưng mà đa số khách em ai mua chai nhỏ rồi đều quay lại mua chai lớn xài cho nó lời mấy chế. Chai nhỏ là 150 nha. Chai lớn em có 620 với 950. Nói chung là serum B5 em nói thiệt khuyên chế nào cũng nên xài chứ. Nếu mà chế nào mà da đã đang bình thường mà cũng như là cũng hơi ok xíu đó thì nó càng đẹp hơn, nó cái càng bóng hơn và nó mịn và nó sẽ trắng hơn rất là nhiều luôn. Còn chế nào mà da yếu mà da hư tổn đó mấy chế là xài là bao im luôn, nó phục hồi da cho mấy chế rất là tốt luôn. Mấy chế mà bị da đỏ nè hay nổi gân máu nè, nám sạm và tàn nhang là cũng hết luôn nha mấy chế nha. Nói chung là xài rất là hay luôn. Hôm nay em phi ship mấy chế
Có like quần áo không? Dạ có. Hôm nay em phi ship mới chế tranh thủ đặt nha. Mua thùng khẩu trang có miễn ship không? Không, mua thùng khẩu trang không miễn ship. Khẩu trang em đang bán giá chi ăn là 300k một thùng nha mấy chế nhà, là 300 cái đó. Giá tốt nhất thị trường luôn. Em thấy người ta bán 360 là rẻ nhất, rồi đến 380 một thùng. Nhà em bán 300k dùm em nha. Em còn khoảng mười mấy thùng nữa là hết. Khẩu trang 4D 300k một thùng, 300 cái nha. Lấy dùm chế khẩu trang luôn ý. À, chai nhỏ là 150 nha mấy chế nha. Chai nhỏ là 150 nha mấy chế, 10ml nha. Chai nhỏ là 150, nguyên combo kem là 600 dùm em nha. Hôm nay em phi ship và mua combo sẽ được tặng nạ nha. Mua chai lớn được tặng nạ, mua combo được tặng nạ, mua chai nhỏ được miễn ship. Cốt like là em tính ship bình thường nha. Mấy chế đặt trong tin nhắn. Chút Kiều My. Tao kêu đừng khẩu trang nó đưa. Cái bịch này không có miếng nào chứ hay gì với má. À, đồ đi đơn chưa? Xíu lai like đồ, xíu lai like đồ. Em có lay đồ nha, xíu em sale đồ. Cuối năm rồi còn cái gì xả nốt cái đó cho mấy chế hết. Rồi khẩu trang một thùng là 300k nha mấy chế nha, quá trời rẻ rồi, phi ship nữa chắc chết em quá. Rồi đầm có người trúng rồi nha mấy chế nha. Dạ đốm nâu chứ xài kem với serum hết nha chế nha. Đốm nâu xài kem với serum hết nha. Mấy chế xài kem hoặc là serum không cũng được nữa. Nói chung là okay, ai có điều kiện thì mình kết hợp nguyên bộ xài rất là ok cho em bán. Em nói thiệt, mấy chế kem là em đã xài 6 năm rồi, mà em mới bán đây khoảng 2-3 năm mà khách ủng hộ rất là nhiệt tình luôn. Tại vì sao? Tại vì ai xài rồi cũng đẹp, cũng giới thiệu cho em nhiều khách hết trơn á. Nhưng mà đa số mấy chế thì mới mua thì cũng hay đắn đo, sợ xài không được. Nhưng mà kem của em rất là hay luôn mấy chế. Đúng rồi, kem xài ngày đêm luôn nha. Nói chung là bây giờ để kịp tìm được kem mặt xài phù hợp rất là khó luôn mấy chế. Nên là mấy chế nếu mà da đang không có đẹp á, mấy chế xài thử bộ bên em nha mấy chế nha. Nói chung là khách rất là khen luôn, nhưng mà em đã trải nghiệm lâu rồi nên là em chia sẻ cho mấy chế xài đẹp rồi là mấy chế theo em luôn. Em mới mua của chế thùng 340 đợt sau. Tại vì chế mới về thêm chế chi ăn chỉ khoảng là nhiêu đây nữa là hết rồi nha. Chai lớn là 620 với 950 nha. Xài kem với serum này im. Đó. Đó em nói mấy chế là đa số. Chế Hồng Ngọc Hiền ha. Em nói với mấy chế là đa số ha, khách nào mà mới xài quá trời nhiều bình luận không có thể nào mà đọc hết, không em có thể nào mà chụp hết. Đúng rồi, kem sức ngày đêm luôn nha. Đầm có người gì rồi, người trúng rồi mấy chế ơi. Lúc trước da chế bị khô. Xài serum giờ hết khô căng. Đúng rồi, em nói mấy chế nếu mà mấy chế sức kem không á, lâu ngày vài tháng á, da mình nó khô lắm. Mà khô là rất là dễ bị lão hóa da, dễ bị nhăn luôn mấy chế. Nên là serum của em nói thiệt, ai sức rồi cũng khen. Nhưng nếu mà mấy chế đang xài kem ok rồi, mình mua thử chai nhỏ mình kết hợp đi mấy chế. Đảm bảo là không xài thì thôi, xài là ghiền đó mấy chế. Nám hết không chị? Nếu mà chế nào bị nám nhiều, mình xài kết hợp với serum đặc trị nám giùm em nha. Serum chai lớn bao nhiêu em? Chai lớn là 620 với 950 rồi. 16 tuổi xài serum được không? Ok, chế Hồ Thu Ba lấy thùng của chai. 16 tuổi là chế muốn xài kiểm dưỡng không, không chế hay là bị mụn? 16 tuổi nếu mà bị mụn vậy thì mình xài serum đặc trị mụn. Còn nếu mà muốn dưỡng bình thường mình xài B5 giùm em khỏi sức kem. Nếu mà 16, 17 tuổi xài serum bình thường khỏi sức kem, em nói mấy chế là xài serum này là không có sợ hư da cái gì chứ. Kem là hũ 450 nha. Tại vì là nó phục hồi da, nó tái tạo da, nó cung cấp độ ẩm cho da, là chắc kiểu như là chất dinh dưỡng, cũng như mình ăn uống những cái thứ mà dinh dưỡng bổ cho cơ thể mình, thì cái serum này nó cung cấp dinh dưỡng bổ cho da mình vậy đó mấy chế. Serum chai lớn là 620 với 950 nha. Chai 620 còn không ấy? Còn cái serum chai lớn là 620 và 950 nha. Rồi mấy chế nào mà xài rồi mấy chế đừng có tiếc một lời khen với em. Mình xài á, mình cho em phản hồi ở đây để khách thấy chi mấy chế, đặng cho ai cũng đẹp hết trơn. Đặng cho mấy chế tin tưởng, đặng mấy chế mua xài thử để cho ai cũng đẹp hết trơn nha mấy chế nha. Tại vì serum xài rất là hay luôn. Còn em ai mà muốn gửi điện thoại mới có đơn nha chế ơi. Đồ hỏi nám xanh nó trắng. Ném đợt sau này là về nó có cái chất mà kêu bạn làm cái gì ta, làm mà dày da mấy chế, làm dày da. Ném đợt sau này là màu trắng nha mấy chế nha. Có lai đồ luôn nha, lấy giùm chế chai lớn ha.
có lai đồ, có lai đồ. Rồi mấy chế ơi, em tư vấn đầu lai thôi xíu, em lai đồ nha. Và trong lai này thì được miễn ship. Kết lai là không miễn ship và không được tặng mặt nạ nha mấy chế nha. Em chỉ có ít mặt nạ thôi, em ưu đãi em tặng mấy chế. Nhân dịp Noel này cũng khuyến mãi cho mấy chế vui vui nè. Mà thường thường lâu lâu em miễn ship và em tặng nạ là mấy chế mua rất là nhiều luôn. Tại vì lâu lâu mới tặng một lần chứ tặng hoài chắc chết. Chai nám lớn ấy, nói cho chế chai nám lớn. Facebook em bị chặn comment rồi. Sao vậy? Anh Kim. Facebook sao bị chặn comment? Anh Kim mình đi với. Đợi đi xíu em sale đồ cho mấy chế nha. Sao nó gì kia? Xe gum nám có không? Cái chai này là màu trắng. Có chai xe gum nám nữa nha mấy chế nha. Đây là serum đặc trị nám nè. Chế nào mà muốn dùng thử thì mình mua chai nhỏ thôi. Chai nhỏ là 150.000. Tại vì nếu mà mới đầu vô mấy chế mua một chai 600 mấy với 900 mấy thì mấy chế hơi ngán tiền. Chứ em chiếc chai nhỏ như vậy nè, mấy chế đã xài hộp chai nhỏ này mình xài cũng được khoảng tháng mấy. Là kem là 450 nha. Nếu mà mấy chế đã xài hộp rồi thì mấy chế quay lại mua chai lớn, mấy chế không cần phân vân gì nữa. Nhưng mà đầu tiên mới vô, nếu mà mình mua cái chai lớn thì mình cũng ngán tiền. Mà mình mua chai nhỏ mình xài ok là mình quay lại mình mua chai lớn trả lời nha mấy chế nha. Rồi chai nhỏ là hôm nay được miễn ship nha mấy chế nha. Chai lớn thì được tặng nạ, không mua được tặng nạ. Phản nào cấm em số điện thoại giùm em chế ơi. B5 Trịnh Ngọc Duyên. Em nói mấy chế B5 nè, da thường, da nhạy cảm là da nám sạm, mấy chế tàn nhang là thậm chí là sẹo rỗ là nó còn giảm luôn nha mấy chế nha. B5 á rất là hay luôn, serum B5 là hay lắm. Bây giờ mình đang xài cái mỹ phẩm gì không biết, mình mua một chai B5 mình kết hợp cho em rất là hay, da nào cũng xài được nha mấy chế nha. Không có sợ gì ứng da gì hết trơn á. Bạn Ngọc Tấm kèm số điện thoại giùm em. Chai lớn là 620 với 950 nha. Serum B5 chai lớn nhiêu chế? Chai lớn là 620 với 950 nha. Chai lớn là 620 với 950. Ok chứ không, mùa giờ chờ hổm gài bá đang đợi tặng quà để bỏ mua đó trời. Okay, mà bà mua chứ. Có một củ kem là không có được tặng nha, nguyên combo em mới tặng nha. Combo em mới tặng hai nạ nha, chai lớn tặng hai nạ và nạ nhau hay cùng em nói mới chế đắp sướng. Tại vì ngày xưa là em chỉ thích đắp mặt nạ mở ngựa thôi. Mặt nạ mở ngựa thì hơi mắc, một miếng 45.000 là ngày xưa em chỉ thích đắp mặt nạ mở ngựa thôi. Trời ơi, da đỏ là em nói mới chế mua nhanh nhanh để xài. Da đỏ, da nổi gân máu mà da mỏng mạch máu luôn á. Xài cũng hết luôn, mới chế xài B5 rất là hay luôn. Nó phục hồi da rất là hay luôn. Mấy chế nghe lời em, mấy chế mua xài thử đi. Đẹp, kịp ăn Tết nha. Còn một tháng mấy nữa kịp ăn Tết nha. Rồi mấy chế nào mà đã xài rồi ở đây, khách của em nói thiệt cho mấy chế, nếu mà là khách quen là 90% đã xài kem và serum của em rồi đó. Mình xài đẹp, mình đừng có tiếc một lời khen, mình cho em xin phản hồi ở đây giùm em đi. Em khen hoài cũng vậy à, phải không? Em khen hoài cũng vậy à. Mấy chế khen là khách mới thật sự là tin tưởng để em khen hoài. Nói không lẽ ai bán mà không khen cái sản phẩm mình bán, phải không mấy chế? Nhưng mà khách đã xài rồi khen mới là tạo lòng tin, đúng không mấy chế? Hổm gầy thấy gì nhớ đẹp gái nghe hả? Không like đẹp gái nghe. Đúng rồi, không like ở nhà chăm sóc da. chăm sóc da xài nào mụn ảnh nhiều á. Nếu mà da cưng nhiễm cột ti thì cưng xài B5 đi, thải độc là thải cột ti luôn nha. Em hoa anh đào giùm em nha. Thùng khẩu trang là 300.000 giùm em nha. 300 cái. Em là 450 mấy chế ơi. Em là 450 nha mấy chế. Em nói mấy chế nghe lời em đi. Có nhiều khách ha, là đâu rồi bịch khẩu trang rồi. Có nhiều khách là tao nói mới đầu là phân vân cực kỳ ha, hỏi em hỏi đi hỏi lại 80 lần mới mua, nhưng mà xài rồi trời ơi khen tới tấp. Khen phải nói là khen tới tấp luôn nha mấy chế nha. Nói trời ơi, chế là chế sợ chứ không dám xài, da chứ rất là khó xài đồ này kia ha, mà bây giờ chế xài rồi da chứ đẹp quá trời luôn, rồi á thích rồi hợp quá trời luôn, quay lại là khen tới tấp luôn. Rồi khẩu trang chốt giùm em là một thùng là 300 cái, 300 ca. Em xài có bị kích ứng không? Dạ không chứ. Nè em nói mấy chế nghe nè, đối với có một số chế là do là đã xài quá nhiều mỹ phẩm rồi, kiểu như là da mặt nó kiểu như là nó bị quá trời kem nhiều. Kem của nước nào vậy em? Kem của Nhật, serum của Hàn Quốc giùm em nha. Kiểu như là da mặt nó quá trời xấu rồi đó mấy chế, muốn đẹp liền thì nó cũng khó. Nói chung là mình phải kiên trì nha mấy chế nha.
Kem Mitsurumi năm xài ok luôn và ai cũng khen da chế đẹp hết à. Cảm ơn chế cà chua nha. Nè chế cà chua á. Chế cà chua là da rất là mỏng và nổi gân máu, hai cái má này là rất là nhiều luôn mấy chế, mà xài là bây giờ da rất là đẹp luôn, mà không còn mỏng nữa, không còn da nắng đỏ như ngày xưa nữa. Tại vì chế cà chua là bạn của em, không phải bạn mà khen, nhưng mà xài đẹp thiệt nha mấy chế nha. Nhân chứng sống nha. Đúng rồi, hũ kem xài đáng đồng tiền 4-5 tháng mới hết mấy chế ơi. Hũ kem xài 4-5 tháng mới hết. Hổng gà em bị chế đặt khẩu trang không trả lời Dung. Em không có thấy bình luận chế ơi, nhiều bình luận của em. Hổng gà em đi du lịch mới về chế ơi. Hổng gà lâu lâu em trốn mấy chế từng đặng em xuất hiện cho mấy chế nhớ em mấy chế coi nhiều nhiều à. Nha. Xin gom chị một lần trong chốt nha. Cho Diễm Kiều. Khẩu trang một thùng, khẩu trang 4D một thùng là 300 cái nha mấy chế nha. Thống chốt siêu nám đúng không chế? 100 cái là 125.000. Sơ gâm. Rồi mấy chế nè. Mấy đầu bình thường nha chứ Kim Vi rồi. Mấy chế da thường. Nè mấy chế da thường hoặc là da hỗn hợp rồi đó mấy chế, thì mấy chế xài B5 là rất là hay luôn. Rồi mấy chế nào mà da mụn nhiều mình xài serum đặc trị mụn, da nám nhiều mình xài serum đặc trị nám và kết hợp với kem phay cũng được nha. Nói chung là ai thích cái gì thì mua đó, còn ai mà muốn tư vấn kỹ hơn nữa thì khi nào bên em gọi chốt đơn á, bên em sẽ nói chung là tư vấn tận tình hơn cho mấy chế hơn đó nha. Trời ơi, một combo xài rất là im luôn nãy giờ đó. Mấy chế thấy khách em rồi nhớ nha, nhớ mai nhắc tặng mặt nạ nha. Trời, em mà khách hỏi gì em quên. Nói dù vụ mặt nạ nè. Cái này nó rẻ nhưng mà nó có vỏ nha mấy chế nha. Công nhận xài cái này nó im cực kỳ luôn á trời. Không phải là khen quá lời đâu mấy chế, mà thật sự em nói thiệt. Không phải nói chứ em bán đồ cũng có tâm lắm mấy chế. Em bán quần áo 6-7 năm nay, nhưng mà mỹ phẩm, đối với riêng về mỹ phẩm, cái nào mà em xài đẹp em ok thì em mới giới thiệu lại cho mấy chế, chứ không phải cái gì cũng bán đâu. Kem nè, xài ngày hay đêm? Nạ này mới đầu á, kem xài ngày đêm luôn nha. Nạ này mới đầu á, em lấy hàng nhiều, nó tặng cho em được 1-2 thùng gì đó. Cái bắt đầu em cũng tặng cho khách, dạ, em chia sẻ cho khách xài. Cái em xài thử mấy chế, okay, trời ơi nó im không? Quá trời luôn. Cái em đặt số lượng nhiều và em bán luôn á, im dữ lắm luôn. Mặt nạ xài im dữ lắm luôn mấy chế. Rồi mặt nạ nhau hay cù chốt như em 10 miếng là 95.000 nha mấy chế nha. Em xài hơn 4 tháng. Em bán cái gì là em xài cái gì là em bán cái đó thôi. Em chỉ bán bao nhiêu đó mấy chế. Mấy chế nếu mà da rất là khó xài luôn, xài nhiều thứ rồi không đẹp, xài thử của em đó mấy chế. Tại vì ngày xưa em cũng vậy đó. Em xài rất là nhiều thứ cái mặt em nó thấy gớm luôn á, mà từ khi là em biết cái hai cái sản phẩm này là em xài tới bây giờ là nói chung là cũng tự tin đó mấy chế, nói chung là cũng ok đó. Nói chung là khách thấy da là khách mua đó, chứ không phải là khách thấy da là khách chạy nha. Thùng khổng che ship lên phộ hộp là 30.000 nha. Đã sử dụng hai chai B5 nhỏ, bây giờ da sáng và mịn gõ luôn. Cảm ơn chú Quách Hồng Phương nha. Đó, mới có hai chai nhỏ thôi đó mà da sáng mịn, nói chung là xài im lắm rồi. Bây giờ bán đòn nha, bây giờ bán đòn nha, bây giờ sale đòn nha. Bây giờ nói nhiều quá cũng vậy mà, tại vì lâu người ta bán miếng 15 đó chế. Trời, em nói thiệt với mấy chế, không phải là để mấy chế so sánh, nhưng mà em bán cái nào cũng chất lượng nha. Hàng này là hàng nhập nha mấy chế. Hàng mặt nạ này là biên bản quốc tế đó, nói chung là vậy đó, nó xịn lắm. Chứ cái nạ nhau thay cù này nó tràn lan trên thị trường, nhưng mà vấn đề mấy chế cũng đặt nạ nhau thay cù đó, nhưng mà mấy chế đặt chỗ khác nó không có chất lượng là mấy chế xài không có ok. Tại vì cái này nó có rất là nhiều giá nha. Bây giờ nhiễm cọt ti và mụn nhiều thì xài kết hợp đi. Xài kết hợp serum mụn và serum B5, vừa thải cọt ti mà vừa trị mụn cho nó mau hết nha. Ok chứ Nguyễn. Hai chai đi, mua hai chai đi. Nói chung là em không có ép mấy chế đâu mấy chế, mà em muốn cho mấy chế da đẹp thôi. Mình cảm thấy mình phù hợp đó, tới mức độ nào thì mình mua ở đó nha. Em không có ép là mua combo hay là ép mua chai lớn gì chứ á. Ví dụ như mình xài đẹp rồi mình mua về mình xài hà tiện xíu cũng được. Mình xài mỹ phẩm chất lượng mà mình xài hà tiện xíu cũng được cho okay, nó lâu hết. Ok, chứ Nguyễn Vy, màu kem, màu si gom lớn. Rồi nạ 10 miếng 95.000 nha. Xài không im, không lấy tiền luôn. Alo. Dạ nghe. Dạ, cái gì chế? 10 miếng mặt nạ. Ok, chế Ngọc ha. Dạ chế, chế ghé đi chế. Em đóng chế cửa chế rồi, chế ghé chế điện em kêu nhân viên đem ra cho. Hủ kem. Dạ rồi. Bao nhiêu một thùng? Chiều Duy Phan lấy thùng khẩu trang. Rồi thùng khẩu trang là thường thường em bán giá 340. Đang chi ăn là 300k một thùng nha mấy chế nha. Đang chi ăn 300k một thùng.
cho em coi chai bia lăng giá 620 đi chị. Một chai siêu gum nhỏ cho em Thư. Lấy bia lăng 620 giùm em, đợi chứ xíu. Chốt bia lăng nhỏ con Mai. Rồi ai chốt bấm giùm em nha mấy chế nhà, viết đi để được miễn ship nha mấy chế nha. 10 nạ 95.000 nha mấy chế nha. Trời ơi xài rất là im luôn. Ngày xưa là em chỉ thích xài nạ mỡ ngựa là tại vì nó 45.000 một miếng, nó xịn hơn. Xài nhiều loại mà không bớt. À, đầm không có nhiều quá ơi, mùa này không có đầm nhiều thiệt sự luôn á. Để em nói mấy chế nghe là tại vì á ở mấy vùng trên á, mấy đứa hot girl thì á, nó có lượng khách rất là nhiều, đầm thì nó sẽ lên mạng nó lấy kiểu và nó sẽ đặt xưởng nó may có size đều đầy đủ. Okay, còn như em á thì em chỉ săn hàng xưởng này xưởng kia là cũng như người ta ra mẫu thì em lấy chứ em không có đặt theo ý em, tại vì em bán số lượng cũng ít thôi, không có nhiều, nên là mùa này em nói thiệt là không có dám lấy đầm nhiều luôn á, sợ toàn mới chứ dịch okay, này cũng đâu có đi đâu được đâu mới chứ. Năm nạ được không? Dạ, nên được. Là mùa này em chủ yếu tập trung bán cho mấy chế những cái gì dễ mặc như đồ bộ nè, áo khoác nè, áo lẻ em cũng chỉ lấy những cái mẫu mà đơn giản thôi, chứ tình hình này Tết nhất chắc mình cũng ở nhà mặc đồ bộ quánh bài ha mấy chế ha, rồi chuẩn bị sale đồ bộ cho mấy chế bứt nóc nha. Còn áo lẻ thì em cũng có vài mẫu đẹp, mẫu BBR lấy giùm em ấy, mặc cái chân váy. Ok chứ đổi chằng 5 miếng nạ. Ok chứ Lam Lam 10 miếng. Áo BBG. Rồi bà chia sẻ live stream giùm em nha mấy chế nha. Em bán đòn nha mấy chế. Cái chế nó tới chưa mà lấy phụng khẩu trang. Ok chứ Nhân Lê. 10 nạ trái xuyên gom lớn uống xem. Lên đồ đi chế. Rồi. Ok em lên đầu nha chế. Ok chứ Xuân Xuân. Lâu lâu la lại vậy mà không chia sẻ lên cho con bé được 300 mắt xem nữa chứ. Bây giờ nó mất tương tác quá. Ok chứ coi Mai nha. Chân váy ấy còn quý ha. Hay là cho chiếc cái quần jean đi. Cái quần jean màu nhạt đi. Ok chứ Nguyễn Gia Hân một chai serum B5 620. Đâu rồi chai 6 Tân Nguyễn 5 nạ. Ok chứ Nhân Lê nha. Chốt 10 nạ đấy mấy chế ơi, 10 cái có 95.000 à, 5 nạ mất công ship mấy chế thiệt sự luôn á. Chốt thì em 10 nạ đi. Có mặc cái này hay mặc cái chân váy? À có serum hả? Thôi cho chiếc cái chân váy đi. Ủa bữa nay tính là sale đồ bộ 20.000 chơi chỗ vui luôn á. Nhớ chia sẻ livestream nha. Chân gom chai lớn mới được tặng nạ nha. Rồi áo BBG em đang mặc rồi mấy chế, 40-60kg đổ lại vừa. 149.000, chân váy này còn còn hai cái à. Cưng đưa cho chế chai 620 chị. Rồi khách ghé lấy đồ chưa? Chưa. Chế Ngọc Mai áo, rồi áo len giùm em nha. Áo len giùm em hồi nãy chứ B5 chai lớn như vậy. B5 chai này là 620 nè, là 50ml và chai 950 là 100ml. Chai 950 là 100ml, còn chai 50ml là 620 giùm em nha. Nó nhắc lại. Ok chúc Vinh Ngô. Đây nè, chai này là chai 620 nè mấy chế. Lâu quá không gặp em gái. Ủa cái túi mini nãy chế đây nè. Hai cái áo ngực. T38. Ok chứ cô Sơn Kim. Điện thoại chứ ghê chắc khách tới. Ok chứ Tạm Ngọc Tấm thêm 10 miếng hoặc mẹ. Nạ xài bao im luôn. Alo em dạ không chứ. Chứ cô Mai ơi. Rồi. Rồi áo len 40-60kg giùm em nha. 149.000. Gửi chung là không tính tiếp nha chế. Rồi áo len giùm em chốt giá 149.000 nha mấy chế nha, một màu BBR một màu giùm em nha. Áo đang mặc chốt hàng như 149 giùm em nha, chắc len rất là yên áo luôn. Áo đang mặc là 149 luôn nha mấy chế. Mặc cái quần jean hay chân váy gì cũng đẹp hết trơn. 149 giùm em chốt nha, 149 một áo giùm em. Áo đang mặc là 149 nha mấy chế. Chân váy là như cái chân váy 139. Chân váy là 139. Nãy không
thanh điện làm gì ta. Rồi chốt áo len giùm em 149.000. Rồi chốt áo len giùm em 149.000 nha. Chân áo len đang mặc là 149 nha chế. Quần chân váy là 139. Chân váy có túi luôn nha mấy chế. Ok với hồng tươi vỏ. Chân váy có túi luôn, có quần bên trong có túi luôn giùm em nha. Ok chế hồng tươi vỏ nha. Lấy áo ngực cho cô xương kim chưa? Mấy chế ơi, mua nè, mua nhanh nhanh đi, em còn ít lắm. Thiệt sự nè, em còn ít lắm mà sợ bây giờ nhập hàng khó khăn lắm mấy chế. Thì gần Tết rồi. Ok chế anh Đào Phan. Dạ không chứ em có serum của em là phục hồi da mà không có tái tạo, không bong chóc nha chế nha. Không mấy chế xài thử B5 đi, khỏi tái tạo nha chế nha. Dạ áo 60 đổ lại vừa nha. Hôm nay mua serum là được miễn ship nha chế đây anh Thư ơi. Rồi hôm nay mua serum được miễn ship đấy chế, giống hủ đi nha. lâu xuất hiện cho nó hết hồn hết vía bà ơi. Lâu lâu xuất hiện hết hồn hết vía nha, trời ơi dưỡng nhan tết được mấy bà. Rồi ai chốt áo len để bấm giùm em nha. 149.000 chắc len siêu đẹp luôn, mặc quần jean cũng xịn luôn nha. Có dặn đó, có dặn mua shop đâu, không biết có mua không nữa. Áo giá nhiêu em? 149 nha. 149 nha chứ Vi Nguyễn này. Ok, Tiến Quỳnh Như lấy một hộp kem phay. Áo 149 giùm em nha. Áo 149 nha. Áo là 149. Nè, em nói mấy chế nào, mấy chế muốn áo 149 chứ Ngân Thanh này. Chứ Ngân Thanh mới gọi em phải không? Đang la nghe không có được. Nếu mà mình đang có hũ kem phay mà mình xài ok, okay thì bây giờ mình sẽ mua thêm B5 về mình kết hợp nha. Còn nếu mà mình đang xài kem không ok thì mình mua nguyên bộ giùm em đi, đừng chần chừ gì nữa. Nguyên bộ có 600.000 xài đáng đồng tiền bát gạo luôn. Khách của em ai thử rồi cũng thích hết trơn, là mấy chế thấy vậy đó. Không có sản phẩm nào mà mấy chế thấy không ok mà bán được hoài chứ mấy chế. Kem, mà kem em tàn là nhang xài được không? Dạ được chứ, kem tàn nhang xài được. Tàn nhang xài mờ với lại là kết hợp B5 là cũng mờ tàn nhang luôn đó mấy chế. Xài kết hợp nguyên bộ đi. Ai xài nguyên bộ cũng khen hết trơn mấy chế ơi. Mà đa số em thấy nếu mà mua B5 là cũng quay lại mua kem, còn nếu mà mua kem trước thì cũng quay lại mua B5 mà. Nên mua nguyên bộ luôn đi, khỏi suy nghĩ nhiều nha. Nguyên combo hôm nay được tặng hai nạ nha. Hai nạ đắt bao phê luôn. Cái bắt đầu mua tặng mặt nạ, cái giờ bữa quay lại mua mặt nạ nữa, không có lỗ vào đâu được hết trơn á ha. Rồi bây giờ em sẽ theo đồ bổ cho mấy chế nha. Rồi đặt khẩu trang đi, gần hết rồi mấy chế ơi. Một thùng 300k là 300 cái. Mới thợ cũng tính chế bao nhiêu vậy? 300. 100 cái thì nó 125.000. Da bị nám với mụn hả? Vừa nám vừa mụn mình xài vừa nám vừa mụn hết ta? Vừa nám vừa mụn xài siêu gum đặc chỉ nám cũng được nữa chế. Mụn nhiều không chế? 26 không dùng. Mấy mẫu nào vậy chế? Tin nhắn nó để xíu mấy đứa nó coi chứ. Rồi nãy hôm nay em có tin nhắn rồi em trả lời nghe chứ Ngân Thanh. Quên nữa, có bán kem body nữa nha mấy chế nha. Có bán kem body nữa nha mấy chế. Em có hũ 100, 200, 300, 500. Ăn Tết nha mấy chế. Bây giờ á Tết em nói thiệt chứ phụ nữ là vậy đó. Ở nhà bây giờ Tết dịch đó, biết là dịch, ở nhà không có đi đâu được cái chân á. Chứ cũng phải mua đồ mới nè. Cũng phải dưỡng da cho đẹp để ăn Tết nha mấy bà. Rồi kem body luôn. Có hũ 100, 200, 300 nha. Rồi giờ qua sale đồ nha. Lực quá. Hay là qua thôi để kệ sale để rẻ trước đi rồi bán mấy mẫu là tiền. Cái điện thoại để đây được không trời? Mấy mẫu quần chế hỏi chứ có mụn cũng nhiều á. Mụn cũng nhiều, giờ em nói chế là chế xài giờ mua hai chai đi, chai đặc trị mụn, chai đặc trị nám đi chế, sức ban ngày chứ ban đêm nha. Vừa mụn vừa nám luôn hả? Khổ không? Em nói thiệt với mấy chế là em cũng hên đó, cũng tổ độ. cũng tổ độ nên là trời, ngày xưa em cũng da xấu dữ lắm luôn mấy chế, mà sao hên tự nhiên cái xài được cái này ấy, cũng cái nhờ chị bạn, nói chung là chị bạn cũng làm chăm sóc da đó mấy chế, nên là chỉ em xài này một cái là em đỡ tốn tiền luôn, chứ không thôi là ở thấy cái gì cũng mua chứ. Nếu mà mấy chế đã xài được cái bộ sản phẩm mấy chế ưng ý rồi thì mấy chế rất là đỡ tốn tiền luôn. Chứ nếu mà da mình xấu cái thấy người ta quảng cáo gì cũng mua chứ, mua tiền triệu mà bỏ không xài không được. Bà lẹo lửa dữ vậy bà Quanh. Rồi ai chốt áo nó bấm giùm em nha. 149.000. Sơ gum lớn là 620 chai 50ml và 950 là chai 100ml nha. Chế nào quốc chai 950 thì xài, tao nói chắc cỡ 5 tháng mới hết mấy má ơi. 950 xài cỡ 5 tháng mới hết.
Rồi đặc biệt là có rất là nhiều chế hỏi sỉ kem và serum, nhưng mà em cam kết luôn, em chỉ bán cho chế nào đã xài rồi cả bộ đẹp em mới bán, chứ mới vô mà hỏi sỉ sỉ em không có bán thiệt sự luôn á. Ai mà xài đẹp rồi em mới chia sẻ về cho bán cho bà con bạn bè, giới thiệu cho bà con bạn bè, chứ không phải ai sỉ em cũng bán đâu. Nhưng mấy chế một thiệt sự kem, một bộ sản phẩm kem giác serum B5 620 tặng hai nạ đó chứ. Rồi hôm nay em sẽ tặng hai lần nạ nghe chứ, quá làm phương vừa này. Bán vừa tặng cho mấy chế nè. Hôm nay mấy chế không chia sẻ livestream cho em là một tội lỗi nha. Nè, comment giùm em lá 99.000 kèm số điện thoại. Điều. Cái gì vậy cưng? Điện thoại cái gì? Chỉ gì vậy? Có thằng trả lời. Thôi đang like trả lời tin nhắn gì. Lá 99.000 kèm số điện thoại nè, chốt đơn mạnh mẽ lên đây. Lá 99 kèm số điện thoại luôn nha mấy chế ơi. Lá 99.000 kèm số điện thoại. Lá 99.000 kèm số điện thoại. Sao bà không cho tôi quấn vòng vòng chứ, bữa hổm đây đưa coi. Em nói thiệt với mấy chế, em mà lên like miễn ship kèm với serum một cái là bill gì nè mấy chế. Một ship gom 10 nè. Mấy trăm bill luôn nè mấy chế đó. Ghê gớm không còn nữa đó. Đó. Nên là mấy chế tranh thủ nha, xuống like một cái để em tính ship bình thường. Lá 99 kèm số điện thoại luôn nha. Và cũng không được tặng mặt nạ gì hết nha mấy chế nha. Ok, chế quá thần phương. Nè lá 99 nè, chốt đi cho 4 bộ luôn á. Lá 99 lớn nè. Lá mấy nạ chế. Đó kèo tôi nữa rồi đó. Kèo tôi nữa rồi đó. Tặng 2 nạ. Tặng 2 nạ nghe chứ như ý nguyện. Cho thêm miếng nữa đó, 3 miếng. Rồi, comment giùm em lá 99.000 kèm số điện thoại nha. Lá 99 kèm số điện thoại luôn nha mấy chế. Em nhẹ dạ mấy chế, em nói thiệt em nhẹ dạ lắm. Có mấy chế à, cũng khổ lắm nha. Đang xài serum chứ bữa nào tao nói gần hết serum mày đó. Bao nhiêu ký vừa em? 60 đổ lại. 60 đổ lại ngay mấy chế ơi. Hết serum mày đó chứ đợi bữa nào dùng nó miễn ship mới mua, đúng em không? Kỳ em. Tôi nói với bà đúng không? Kem không có tặng gì hết nha chứ nha. Kem được phi ship. Bé hiền. Rồi comment giùm em bao 99.000. Cái này bán tặng cho mấy bà. Lỗ đó mà kệ đi, cuối năm em xả. Lá hang phạm. Bao 99.000. Bao 99.000. Bao 99.000 giùm em nha. Chọn bộ kem với serum như vậy chị. 600 chứ ơi, chọn bộ 600 xài lâu lắm. 600 được tặng một miếng mặt nạ luôn nha chị Trịnh Ngọc Duyên ơi. Xài xứng đáng đồng tiền lắm chị. Bao chốt cho chị Dương mình. Ủa sao ở đây nó không có cho ghim nhiều phép bắp gì mọi người. Ok chị Xuân Phạm. Chia sẻ like giùm em ưu tiên chốt cho chia sẻ like nha. Ok chứ như ý nguyện. BBG xanh 99.000. Comment giùm em BBG xanh 99.000. Tiếc quá hôm qua em mua. Tiếc quá hả? Mới mua serum hôm qua hả? Không đừng buồn em nha, tại vì em cũng không có tính trước đâu, em không có tính trước tại vì thấy tới gần tới Noel này muốn khuyến mãi cho mấy chế thôi. Hôm qua sáng giờ cũng ship serum với kem quá trời luôn, đâu có tặng ai đâu, đâu có miễn ship gì đâu, mà mấy chế cũng thông cảm giùm em nha. Có lúc này có lúc khác. Rồi BBG vàng 99.000. BBG Diễm Chương. BBG vàng 99.000. BBG xanh còn bộ là 99.000. BBG xanh 99.000. BBG chốt Diễm Chương. Cái này em bán tặng nha mấy chế nha. BBG đỏ 99.000. BBG đỏ 99.000. Rồi tết mấy chế quốc một chục bộ. BBG em có BBG xanh, đỏ, vàng. Ok chứ Diễm Chương với vàng. Quốc một chục bộ đi mà. BBG cho Chương Di vàng á. Quốc một bộ vàng. Cái gì? Ủa còn bọc không chứ Quanh? Vàng có một bộ à, còn bọc không? Để em xeo trên xào đi cho chế dễ ấy. Hết vàng rồi chú Duy không có. Cái Chương Duy đổi qua màu xanh với màu đỏ được không chế ơi, em hết vàng rồi. Dạ rồi. Đúng rồi chứ Thiên Vi lấy đồ bình thường nha chế. Rồi gấu hồng em xeo 115.000. 40kg mặc vừa không. BBG rõ Âu Quanh. Rồi gấu hồng em xeo 115.000. Tiểu thư gấu hồng 115.000. Tiểu thư gấu hồng, tiểu thư gấu hồng 115.000 và chia sẻ like nhiều. Tiểu thư gấu hồng 115 luôn nha mấy chế. Tiểu thư gấu hồng 115.000. Ok chứ Chương Duy lấy đồ. Mà em nói thì chứ mấy chế đúng là da yeah, mình rất là xíu không nãy giờ em bị đá ra hoài. Mua đồ được bị xíu rồi xeo rẻ quá.
da mình rất là quan trọng luôn á. Nếu mà da mà xấu, da mà sần sùi, không có trắng mấy chứ là mình thấy mình già hơn so với tuổi đó. Mà da mình đẹp cái là mình cảm thấy mình trẻ hơn so với tuổi liền, em nói thiệt luôn á. Nên là mình chăm sóc da kỹ xíu nha mấy chứ nha. Ok, chứ hồng hồng. Chứ hồng hồng đấy áp baby rồi. Rồi gấu hồng 115. Gấu hồng 115. Gấu hồng 115. À, bộ nào 65kg đổ lại vừa. Bộ nào 65kg em báo em mới chế. Cái tao quên không nói khúc cuối. Bộ anh hiểu ý. Cháu anh chịu quá hổm đấy. Trời ơi, tự nhiên thấy gì đó gì. 40kg đổ lên, 60kg đổ lại. Rồi xương dạ, gọi. Dạ đúng rồi, chế 2 mà, 2 mùa gầu ấy. Rồi, trong live này được miễn ship. Trong live này được miễn ship, gấu hồng 50kg vừa không? Vừa. Dạ vừa nghe chứ Lê Thúy An. Có hồng 115 đó, rồi xương gồng 120 giùm em nha mấy chế nha. Gấu hồng 115, xương gồng 120 luôn nha mấy chế. Xương gồng 120.000. Xương gồng 120.000, 60kg lại vừa. Chí nghe nhớ. Quý vị ngày mai em kiểm tra đơn rồi thôi. Để cục này đi. Xương gồng chốt hồng nha. Cục này của khách khách yêu đó. Xương gồng 120. Ai có chia sẻ một tin chốt thôi chứ. Okay. Đưa giùm chế ly sữa hay ý. Để chế bỏ lâu quá. Rồi hoa giùm em 125 nha. Gấu hồng 115 chốt Thảo Nguyên. Thảo Nguyên kèm số điện thoại mấy cái đơn nha chế. 60-62 lại vừa. Hát kia 200 mấy mình còn không ta. Đơn chế em gửi rồi nha. Chế chi ơn chi. Thảo Nguyên kèm số điện thoại mấy cái đơn nha chế. Nãy giờ đâu. Sửa rồi thấy cái gì. Rồi hồng 125. Hồng 125 giùm em nha, 60 lại vừa hồng 125 nè. Cái đó là gọi là hoa. Hoa hồng. Chốt cho Diễm Dương. Đồ không miễn ship nha, đồ không miễn ship, đồ sale rẻ quá. Đồ hôm nay là không có miễn ship, mua xuyên không mới được miễn ship nha chế. Rồi chế nào có kem với serum okay, đi chung với đồ thì được miễn ship. Khẩu trang, lấy hai màu xanh trắng. Khẩu trang là em chỉ có một màu trắng này chế ơi. Rồi gần trắng đen 125 giùm em nha. Gần trắng đen 125. Gần trắng đen 125. Ok, với Thảo Nguyên gấu hồng. Gấu hồng 115. Gần trắng đen 125. Áo phun sọc có chưa dùng. Dạ, ngày mai là em có nha. Áo phun sọc lão nào, áo BBR hả? Ừ. Áo BBR em mới like qua đó mấy chế. 149 nghìn. Hồng 115 còn nha. Còn. Hồng 115 chốt cho chiếc hồng đi. Nè, tiểu thư caro hồng 125. Gần đen là nào tiếp còn đây. Gần trắng đen 125 còn một cục quý rồi, gần trắng đen còn. Vàng trắng đen em chốt cho chế độ. Đầu của Nguyễn Thi Đôn gửi lâu chưa? Phương Thu. Caro hồng 125. Caro hồng 125. Cái này cái lõi chứ. Cái gì? Còn một cái lõi. Caro hồng 125. Ủa cục với tay lỏ hả ý? Ý rồi, tương đương dùm chế nha. Em bán kẹp luôn nha mấy chế nha. Bộ này đẹp quá. Nói chung là cuối năm em sale lỗ cho mấy chế luôn. Mấy chế mua giá này rẻ hơn giá sỉ nữa đó mấy chế ơi. Ok, chứ đòn lâm em thấy số vậy. Gần xanh đen em sale 125.000 luôn, 4 mũi 60kg nha. Gần xanh đen 125. Gần xanh đen 125 giùm em nha. Vàng xanh đen 125 luôn nha mấy chế. Ok chứ khen đi luôn. Gần xanh đen 125. Đưa cái lượng viết cái thùng kẹp cho chế ơi. Kẹp em về nha mấy chế nha. Không ngày quên giới thiệu cho mấy chế nè. Viết cái này có miếng dán dễ thương. Gần xanh đen 125 đọc đúng mã giùm em nha. Mua đơn bao nhiêu chị mới miễn ship? À, cái này đồ sale nhiêu em cũng không miễn ship hết trơn nha. Đồ này sale rất là rẻ à mấy chế ơi. Mấy chế mua đồ nổi mà tiền ship có nhiêu em đâu mấy chế. Em ơi, suy gâm chơi lớn nhiêu em. Chơi lớn 620. Gần xanh đen chốt với Lam Lam. Bên em tính tiền ship rẻ lắm mấy chế ơi. Gần xanh đen em chốt với Lam Lam 125. Bên em tính tiền ship rất là rẻ luôn. Nên là mấy chế đừng có sợ tiền ship cao như mấy chế nha.
kẹp này em về cái này còn đi o hay là không đi o nhí nè? Còn có đi o đủ. Cái bịch đó là không đi o đó, còn bịch nhí. Bịch đi o còn có cây màu xanh luôn á cô. Kẹp đứng này dễ thương lắm mấy chế. Gạt xanh đen còn chế. Còn. Gạt xanh đen chốt cho trái tim anh. Kẹp đứng này rất là dễ thương luôn, 70.000 một cây. Một cây với diễm lê, một cây gom mụn, một cây năm. Một cây đen còn. Em bán giá tặng cho mấy chế ra, cái đồ này là bán lỗ dữ luôn á mấy chế. Nè, kẹp mấy chế thấy rõ không? Kẹp không. Kẹp em có. Em đẹp hơn cả đó. Hả? Kẹp tóc đẹp hơn là cả. À, vậy đó. Cái hả? Cái hôn nắng nhỏ dịp ngọc. Nè kẹp em có màu đen, màu da với màu xanh, 70.000 một cây nha. Chí Diệu lên chế đây, nha. Từ 2 bộ trở lên đó, chí Diệu lên đây. Mua 5 quần lót chứ nói không tiếp được đã. Có 5 quần lót một tí. Chí Diệu lên đây mua thêm bộ đồ đi, em đi đơn chung nha chế. À, là có điện chốt chưa? Có sốt đơn không hay là gọi không nghe máy không cô ơi? Rồi hôm kẹp 70.000 nha. Em có màu xanh, màu da với màu đen nha mấy chế. Màu xanh, màu da, màu đen kẹp đứng kẹp dễ thương lắm. Mấy chế kẹp nửa tóc cũng được đó. Màu xanh, màu da, màu đen 70.000. 70.000 một cây nha. Đưa cục latin bên đó là chế bán à, cái này dơi ấy cái này gì quên nè lâu có bán quên cái gì luôn rồi cánh chơi. Cái này cánh chơi lửng xem 125.000 nha, 60-62 lại vừa đen lửng. Comment giùm em lửng đen 125, lửng đen 125 luôn nha mấy chế. Nè bán latin này em về thêm mấy chế nè, latin này đẹp lắm nè. Điện thoại chốt rồi chưa giao là chắc hơi chậm đó. Bởi vì em nói mấy chế dịch này năm nay em ngưng ship tỉnh sớm lắm. Mấy chế mua sớm giùm em nha. Mấy em khi nãy là 600 nha chứ chứng minh này. Lửng đen 125.000. Lửng đen chốt cho đồng lâm. Latin này 40-60kg giùm em nha. Kem hũ 450, 150.000. Latin nha mấy chế nha, chắc rất là mát luôn. Chế nào chưa biết mặt latin thì em mua thử nha mấy chế nha. Nhiều chỗ khác nó bán nó cũng nói latin. Em hổ là 450 nha chế ơi. Nhưng mà thật sự nó rất là cứng. Còn latin nha em nó mềm, nó mướt dữ lắm mấy chế nè. Latin 60 lại vừa giùm em nha. Nội đỏ 150. Nay có là áo khoác không hả? Áo khoác găng về nhiều màu. Với tính xe áo khoác cho mấy chế nữa. Lâu lâu lại lại mở ngỡ qua quên chứ quên sao. Rồi latin giùm em nha, latin đỏ mua màu đỏ tết mặt mùng 1 với chế ơi, 150.000 latin nha. Bây giờ gương rút màu hết chứ chế. Hay là sao? Bây giờ ngày mai em kiểm tra có khoác găng có chế nào chưa mua được không? Latin đỏ chốt bảo ngọc. Ừ. Latin đỏ trong cửa chốt cái bảo ngọc. 60kg lại vừa, chắc nó rất là mướt là mát luôn nha mấy chế nha. 150.000. Sao lâu quá không thấy like. Bữa nay tôi like rồi nè, mua đi. Bữa nay tôi like rồi nè, mua lẹ lẹ đi. Rồi latin đỏ chút giùm em nha. Latin đỏ 150 luôn nha mấy chế. Latin đỏ 150.000. Có đồ 55kg trở lại không? Đang mặc 55kg cũng vừa nha. Đang mặc là 40-45 đổ lên, 60 đổ lại vừa luôn nha. Latin đỏ xin kiều. Rồi chốt giùm em nha. Latin rất là đẹp nha mấy chế nha, 150.000. Latin đỏ lam lam. Em có màu đen nữa nè. Em lên từ từ nha chế, mấy chế ơi. Đồ dập ly dây hả chứ Hậu Đặng rồi, chứ Hậu Đặng thích mặc cái đó đó phải không? Đồ dập ly dây đẹp lắm. Đặc biệt em có màu đen nữa nha. Cái gì mấy chế cũng hỏi chứ làm em quên hết. Em có nội y đen nữa nha. Rồi, nội y đen giùm em 150. Nội y đỏ và nội y đen luôn nha mấy chế. Latin nha mấy chế, latin giùm em nha. Đỏ 150, đen 150. Màu này rất là sang nè, màu này còn khoảng có 5 bộ thôi. Chứ hỏi đồ dập ly latin đúng không chế? Latin đỏ trần tiền. Kem hai anh đào hủ bao nhiêu vậy? 450 giùm em nha. Cái màu này rất là đẹp luôn nè mấy chế.
rõ chút cho Thảo Nguyễn. La tiên giùm em như mấy chế nha. La tiên giá 150 nha, rất là rẻ. Màu này giùm em comment giùm em gu xì da đi. Gu xì da nha, sang lắm luôn, có 5 bộ thôi. La tiên đỏ chốt cho Quỳnh Mơ. La tiên đỏ đẹp xuất sắc. Hello chứ Quỳnh Mơ. Rồi. Ok, thứ 2 triệu màu xi công nám. Khẩu trang em gửi rồi nha, chế Chinh Chinh. Rồi ai chốt bấm giùm em nha. Đang mặc gu xì. La tiên đang luôn, Tiết Lan đây 150 luôn. La tiên đang mặc dập ly chính tắc hả? Dập ly la tiên phải không? Dạ đúng rồi, em chưa gọi. Bộ này sang lắm luôn nè. Chú thì da chốt cho Tiết Khe. La tiên đang chốt cho Kim Anh. Em nói mấy chế cái chất la tiên này nó quá đẹp luôn. Chú thì da Quỳnh Mơ, chú thì da Ngọc. Có 150.000 à. Cái này mấy cái mua rồi. Đúng rồi. Y chang như cái vải 180.000. Y chang như cái vải 180.000 nha. Cái vải này nè, y chang như vải 180.000, mấy cái mua thử đi. Rồi ai chốt bấm giùm em mua xì 150. Để mặc cái này cho. Còn màu này nữa là hết đúng không? Xếp đuổi chứ còn ít nha Trúc Ly ơi. Cưng rất xếp đuổi kêu mấy đứa nó chụp hình cho mua đi nha. Tại vì còn ít là nhiều khi thấy lâu có like tới. Hình như còn cái gì chứ? Bộ la tin của chị Gia này. Hết rồi, rồi đẳng hết rồi. Ok, chứ chẳng thanh tiền. Chứ Diễm Kiều la lấy Diễm Kiều. La tin đen là chắc lấy nợ y. Cô thì Gia còn. Cô thì Gia chốt cho Bùi Ngọc. Latin Lucy da chốt cho thị trường. Rồi Lucy đen giùm em nha. Ok, cái Diễm Kiều em chốt 40 đến 60 ký giùm em, 150.000. Không đẹp không biết tiền luôn. Đã là tin nha mấy chị nha. Lucy đen 150.000. Lucy đen 150.000 giùm em nha. Lucy đen 150.000 giùm em nha. Chứ Diễm Kiều là chứ lấy NY phải không chế? Cái gì? Nào luôn hả chế? Dạ đúng rồi chế. Cái này còn cái này nữa là hết phải không? Rồi comment giùm em gu xì đen đi. Bà Bi Duyên mua được mấy màu rồi? Hết 5 màu. Quá 5 màu đó phải không? Đẹp xuất sắc phải không? Màu quá hả? Màu là chắc tại mạng quá chứ bên chế bình thường. Đang mặc chốt cho Nhân lên. Rồi gu xì đen giùm em nha. Chế Nguyễn Hồng Âu đặt hũ kem có chốt chưa? Chốt rồi đó. Chốt cái rồi nha chứ Nguyễn Hồng Âu ơi. Ok chế nha. Chú thì đen chốt cho Phạm Thị Linh. Chú thì da. Chú thì da còn không bộ. Ok chứ Phạm Thị Linh. Trời cái vải này mặc xuống đó. Chú thì đen Quỳnh Mơ. Em vì đen Tiết Kha. La tiên này mặc đẹp mà mát lắm đó. Đẹp quá. Cảm ơn chú Bích Nghe nha. Mua 5 màu luôn hả? Chạy đẹp quá phải không? Mà bây giờ mua 5 màu luôn rồi phải không? Ok rồi ai chốt mua xì bấm mua xì nha. Em có nợ y đen, nợ y đỏ. Cô xì đen chút Ngọc Mai. Cô xì đen 150 la tiên giùm em nha. Cái vải này sướng dữ thiệt đúng không mấy chế? Cái vải này xịn ghê luôn. Ok chứ. Cho chị Ngọc B5 cho lớn một xin nó. Ok chứ. Quỳnh Kim. Rồi NY nè, NY có đỏ với đen, đỏ còn mấy bộ. Thì đen chốt Kim Anh. Rồi NY có đỏ với đen. Thì đen chốt cho Chinh Chinh. Mua hết 6 bộ rồi hả chứ. Cái này em mới về thêm, tại em bán một lô rồi, đẹp quá em mới về thêm nó mới chết. Cái này mới về thêm. Chốt cho loại lệ bình thường không? Dạ không chứ, em mới trên like không mà chết. Rồi ai chốt NY bấm giùm em nha. NY đen, NY đỏ. NY có đỏ với đen nha. Cô thì đen chốt rồi chứ Kim Anh này. NY có đỏ với đen. Chân Bảo đang mặc chốt cho Nhân Lê. Màu kem cho anh Tiết Nguyễn. NY đen Cẩm Dương. NY đen 150. NY đen hết nữa. Cô thì đen chốt cho Trần Thân Tiền. NY đen hết chứ. Hết. 66 ký không vừa chứ.
hồng là em xem mấy trái trăm bà. Em hết rồi chế ơi. Ok chứ tiếc khe. Màu xin luôn. Rồi hồng 130 giùm em nha. Khẩu trang em bán phải là 1 túi 5 cái không? 1 túi 10 cái chứ ơi, 10 cái 15 ngàn giùm em. Nào đi đen em hết rồi chứ Kim Anh này. Rồi hồng 130 giùm em nha, em còn vui xì đen không à. Đứa baby gọi xong lưng qua giùm chế ý chứ sẽ ở vùng đó. Em còn vui xì đen không mà mấy chế ơi. BBG cổ sen này em xem mấy chế 125 ngàn nha. BBR da 125. BBR da 125. BBG da 125 luôn nha mấy chế. Hồng đang mặc 130 nha. Hồng đang mặc 130, Latin là hết luôn hả? Latin hết, cục bên đó là gì? Lên lửng đi. BBG 125. BBG chốt cho nhân đây. BBG. Rồi hồng đang mặc 130. Đang mặc chốt cho Khánh Phong Tô. Hồng đang mặc 130. Baby gọi da. Baby gọi da chốt cho Chinh Chinh. Nhọn gấu đen em xem 125. 6 mẫu loại dừa. Nhọn gấu đen 125 vuông dài cho mấy em. Nhọn gấu đen 125. Hoa cúc 60 đổ lại vừa nha, em xem 120 luôn. Hoa cúc đen 60 lại vừa 120. BBG da còn đó mấy chú. BBG da chốt với Bảo Ngọc. Hoa cúc đen 120, 60 lại vừa. Sen này còn một bộ hả? Sen gấu hồng em xem 130. Đen Latin đi chế, Latin đâu mấy luôn. Gấu đen nhọn 125. Gấu đen nhọn 125. Gấu đen nhọn em chốt chứ hung thu. Góc này la cũng hơi tối đúng không mọi người. Nhọn gấu đen còn có 1 bộ à. Rồi gấu hồng 130. Nhọn gấu đen em hết rồi Nguyễn Châu Tây ơi. Gấu hồng 130. Nhọn gấu đen em hết rồi chứ Khánh Phong Tô rồi. Gấu hồng 130. Hoa cam 130, trời hoa cam đẹp quá. Hoa cam 130 giùm em nha. Hồng mèo. Hồng mèo. Hồng gấu 130. Hồng gấu. Hồng gấu 130. Hồng gấu 130 nghe chứ Cẩm Nguyễn ơi. Hoa cam 130. Phạm Thị Linh có hung xì da nghe chứ. Hoa cam 130. Gấu hồng em hết luôn rồi chứ thì Trang. Hoa cam chốt cho Lan Phạm. Hoa cam em hết rồi chứ Hồng Nhi này. Gấu hồng em hết rồi chứ Chu Cà. Gấu hồng còn mấy nha. Hồng trước là em hết rồi chứ Phẩm Nguyễn thôi. Em xem cho mấy chế Dioja 125 6 mũi lại dừa. Dioja 125 giùm em nha. Dioja 125 nghe đọc mã giùm em nha. Còn này em xem 130 đẹp lắm nè. Cổ hai lá đen. Hai lá đen 130 giùm em nha. Hoa cam em hết rồi mấy chế ơi. Hoa cam hết. Rồi cổ hai lá giùm em nha, hai lá 130. Cổ hai lá 130 luôn nha mấy chế. Hoa cam em hết rồi chứ Hồng Nhiên ơi, có người chốt một chế không? Hoa cam hình như còn bộ tay ngắn còn miếng à. Không biết hết. Đi o da như chế 125. Đi o da trước cho thị trường 125. Mickey giùm em nha. Ok chứ Cẩm Nguyễn nha. Mickey quần hồng em xem 130. Hai lá trước lam lam. Hai lá đen hả 130. Mickey hồng 130 nghe đọc mã giùm em nha. Hai lá này 130. Quần là áo khoác. Áo khoác màu này em về thêm cái nha, màu cam sữa nè.
Khóc. Hai lá em nói thiệt chứ Nhân ý đây. Khoát gần em chỉ còn một bộ à. Khoát gần 6 túi giùm em nha. Khoát gần 6 túi giùm em 40-60 kg vừa. 190 chia sẻ livestream còn 180.000 giùm em nha. 40-60 kg vừa hết là rất là hot luôn mấy chị ơi, 6 túi. 4 túi trong. Kia là nào? Chiếc kia hồng 130. Chiếc kia hồng 130 chút thì chưa. Em đang mặc là màu cam sữa nha mấy chị nha, màu cam sữa giùm em. Giá chia sẻ 180.000. Còn bộ nào không kia hết? Mấy kia hồng em hết rồi mấy chị ơi. Chứ này Trang ơi, vậy là chứ không có, bộ này em bị lỗi rồi chứ ơi. Bây giờ chứ muốn sale trong mặt hay chứ muốn sale ở ngoài đi chứ Quang. Muốn sale chỗ nào cũng được. Hồng là nào nha, hồng hết. Hồng nào. Chữ D da dùm em nha, D da 125, D da 125. Chị sẽ like dùm em với nha, nó thiệt là em bán lỗ quá mấy chứ. Em bán lỗ luôn á, nhưng mà kệ đi, cuối năm mình xả xu cà na luôn nha. Sọc hồng 125 tay lỡ 60 kg lại dùm. Sọc hồng 125 luôn nha mấy chế. Sọc hồng 125. Comment đúng mã có đơn mấy chế, comment đúng của khác mới có đơn á mấy chế ơi. Nè. Eo vì xanh 120 luôn đi. Eo vì xanh 120, hồng 125 luôn nha mấy chế. Comment tiền vô mấy chế ơi, nhét tiền nè. Eo vì xanh 120. Xem trên đây đi cho nó dọn. Dâu luôn, dâu xe, xe 125. Chị ơi, da như Quỳnh 125. 125. Áo khoác đang mặc hết đen rồi. Rồi ai chốt cam sữa, cam sữa giá tiền luôn nha mấy chế. Khoác cam sữa giá chia sẻ 180. Chị ơi, da em hết rồi, chứ Khánh không tô rồi. Rồi dâu nè, dâu 125. Hồng này nhìn hình như có người lấy nè. Hồng 125 nè. Hồng 125 sọc hồng. Áo khoác cho giá chia sẻ 180 nha. Áo khoác có màu cam, màu xám, màu riêu, đang mặc màu cam sữa. Chiếc miễn thị có hồng 125 nha giá. Gấu nè. Gấu thì gấu dơi 60-62 lại xe 125, gấu xanh 125. Em vì xanh phun mai 120. Gấu xanh 125. Cam thì xanh em chốt cho chế Thu Mai. Cam sữa em chốt cho chế Duy Nguyễn nha. Cam sữa, phát cam sữa em chốt cho chế Duy Nguyễn. Phát này vải đẹp lắm, em bán cả ngàn áo rồi đó. Phát này bán cả ngàn áo rồi nè, màu này màu xanh ngọc nha. Ở bên trong là 4 túi có dây kéo giùm em nha. Ở bên trong 4 túi có dây kéo giùm em. Duy Nguyễn kèm số điện thoại mới có được. Duy Quỳnh xem lại cái gì với em. Dâu hả? Da hết rồi, dâu 125. Áo khoác còn riêu, xám, cam, tím, xanh ngọc. Gucci da đẹp nè, sale 125, 60 kg là vừa. Gucci da 125. Gucci da 125. Ok, chị Nguyễn Thị. Bộ này đẹp nè, Dior đen sale 125 luôn. Em bộ Gucci trên xào đi chế. Em coi bộ nguyên chị trên sợi chế mới hồi. Phát cam sữa Kim Anh. Phát cam sữa 180.000 dùm em nha. Cây cam sữa, nguyên cây cam sữa. Cam sữa mới về được một cây. Nguyên xì da 125. Nguyên xì da Duyên Hồ. Comment giá tiền vô dùm em luôn nha. Đi o nhiêu chế? 125. Đi o chút hồng đi. Nguyên xì da tay lỡ hoa em xem 130 nha. Lỡ hoa 130, 60 lại vừa. Lỡ hoa xanh, lỡ nhọn hoa xanh 130. Ui thì dây em hết rồi, đi ô đen còn dây hết rồi. Phát cam sữa Kim Anh em chốt rồi chứ ơi. Mỗi bộ em chỉ có một bộ mới chế, còn em đúng cú phát em chốt đơn luôn nha mấy chế. Xe vàng 125. Cái này em xả hàng mỗi bộ có một bộ. Mấy chế comment giá tiền luôn nha mấy chế cho dễ chứ cho. Áo khoác cái chia sẻ 180 giùm em nha, em đang mặc màu xanh ngọc. Khoác 180 giùm em nha. Cũng em hết rồi mấy chế ơi. Bên trong có 4 túi em đang mặc. Ok, Duy Nguyễn em lấy số, khác cam sữa. Sen vàng 125. Nè, nhọn này đẹp nè, sale 125 luôn. Nhọn hồng 125. Nhọn hồng 125, comment đúng cú pháp giùm em nha. Sen vàng 125, nhọn hồng 125 luôn nha mấy chế. Coi lại lập thể rõ đi chế. Lập thể rõ nào. Eo vì
LV trắng đen 125, LV trắng đen 125. LV trắng đen 125. Sen lá xanh em xem 125 luôn. Rồi giúp mấy chế quá rẻ rồi mấy chế. Sen lá xanh 125. Phát kêu cho Ngọc Thánh. Em đang mặc xanh ngọc nha, riêu là màu này. Riêu là màu này nha. Riêu là màu này nha. Riêu màu này nha. Cánh như quần đùi còn có mấy bọn nó hết rồi đâu rồi ta. Nhọn hồng 125. Con này. Chốt chiếc hương thu. Nè, sen lá 125. Sen lá 125. Latin em xem 130 luôn, Latin heo. Latin heo 60 kg 62 đó lại, Latin heo 130 nha. Sen lá xanh vải gì chế? Vải thân ngô nghe chế ơi. Nè. Áo khoác xanh ngọc chốt cho khí bùi. Rồi dơi gấu xanh em xem 125 luôn nha. Nè, chế nào hỏi dơi. Dơi gấu xanh 125. Anh ơi, heo vị trắng đen. Cắt kim đi nước. Heo vị trắng đen 125. Heo vị trắng đen 125 Thảo Trinh. Có ai không? Có gì? Trời. Thôi. Rồi gấu, gấu dê 125. Cam sữa 108 với kim anh có. Rồi khoác đang mặc xanh ngọc nha. Cam sữa 108 chút kim anh. Màu xám rất là đẹp luôn. Em mặc cho mấy chế mấy màu mà em bán đắt á, mấy màu này nhu dễ mặc. Nè, đang mặc là màu xám nha. Em đang mặc là màu xám. Ồ, ốc khoác len xịn lắm, ốc khoác len. Còn xịn. Còn xin 150 thôi nghe chứ Huỳnh lắm kia ơi. Khoác len đẹp lắm rồi, áo xám nha chị. Cái thỏ mai chị lấy sen xanh đúng không kia ơi. Comment giùm em sen da 125 đi. Sen da 125. Coi lại xanh riêu. Đang mặc muốn lên phát lên phải không? Em đang mặc là màu xám. Em đang mặc là màu xám nha mọi người. Đây là màu riêu đây mọi người ơi. Ok với Thảo Trinh gần đơn. Áo khoác này im lắm, găng này nó mát lạnh là mới chế. Nghe phơm rất là dữ luôn. Sen da 125. 8 chút Nghi Quỳnh Hồng. Sen da 125 Lan Phạm. LV xanh em xem 120 nè. Nhọn LV xanh 120. Đá chất nghi Quỳnh Hồng. Ok Quỳnh ít ca. Áo khoác này mặc hơi bị đỉnh nha. Em còn màu cam nè. Có màu cam đậm. Hết xám chia sẻ 180. Màu này màu cam đậm, hồi nãy là màu cam sữa nha mấy chế. Cái vải này nó đẹp lắm. Dior bao đẹp luôn nè, Dior xem cho mấy chế 125 luôn nè, Dior đen 125. Dior đen 125. Chút Nghi Quỳnh Hồng. Dior đen 125. Tiểu Thương Hồng là em xem 125 luôn nè. Tiểu Thương Hoa Hồng. Chứ hậu đọc có ra tin heo quá chứ. Tiểu Thương Hoa Hồng 125. Tiểu Thương Hoa Hồng 125. Rồi bộ này cưng luôn. Lấy bộ quần đeo áo trắng keo ở trên xà chứ thôi. Đeo xanh. Chọn em vì xanh 120. Đây nè. Lâm Ý Như. Beo xanh 125. Beo xanh 125. Nhọn xanh 125 Như Ý. Beo xanh 125 giùm em nha. Beo xanh 125. Ồ mình còn về mấy cuộc kia mình chưa like đúng không chứ mà. Mấy cuộc dập á. Còn nhiều đồ đẹp nó sót với chứ. À, bây giờ mấy chế muốn mua len xịn hay là len thường? Len thường 200, len xịn 300. Xanh ngọc nào chế? Xanh ngọc ốc khoác hay vậy? Nguyễn Ngọc Lộng. Nguyễn Ngọc Lộng chứ lấy áo khoác đúng không chứ? Xanh ngọc có gì? Rồi eo vì 125, eo vì nâu dơ 125 rồi mấy chế chốt cho anh nhé chứ. Đeo xanh chút Diễm Chương. Eo vì Hồng Nhiên. Eo vì nào? Hồng Nhiên. Eo vì chứ cầm. 125 hết. Lập thể này size lớn nha. Lập thể này size 70 đổ lại em xem 125. Em lên từ từ nha mấy chế ơi.
lập thể xe lớn nha, 125 xin lại đó. Bộ đang cầm là bộ nè, mấy chế comment rõ á, em mới chốt được nha mấy chế. Tiểu thư lá xanh 125, tiểu thư lá xanh 125 nha, tiểu thư lá xanh 125 luôn nha mấy chế. Em vì 125 hết, đâm lên xỉn không? À, cái này sen trắng đen em xem mới chế 135 nha. Sen trắng đen 135. Lập thể xe đại nha. Lập thể là xe đại đó chứ làm như ý này. Ok, cái miệng ngọc lộng đó không phải. Nè, sen trắng đen 135. Anh ơi, phải giùm em mấy cục mấy cây phát lên đây. Đen sọc 135. Đen sọc 135. Ừ. Ừ. Đen sọc 135 chút vui rồi. Cẩu ngọc. Sen trắng đen 70 kg được không? Dạ không vừa nghe chiếc Thi Quỳnh đây. Em lên từ từ cái chiếc em đi luôn đi. Shop em ở gần trung tâm văn hóa Đắc Dân đó chứ. Năm như ý chống lập thể. Sen trắng đen trước Kim Anh. Len này mới chế 60 số 5 nó lại cũng vừa như mấy chế nha. Tại chắc len nó có độ dẻo len xịn rất là im luôn. 300k một áo giùm em nha. Em đang mặc là màu vàng. Còn la tim chữ nào đi đỏ không? Dạ còn nha chứ như đòn ơi. Đấy thì ok nha chế. Em đang mặc là màu vàng. Màu đen, màu da, màu đỏ. Chứ như đòn em còn nó còn thì là chứ lấy thì ok nha chế ơi. Em xịn này 300 một áo gì nha. Lên nè. Con trắng đen có. Đen này mặc nó mát lạnh luôn á mấy chế. Nè, màu đen nè. Xe trắng đen miễn vô tay. Chắc len rất là im luôn. Chế nào màu đã mổ phát lên xịn này bên em rồi cho em tiếp bắt ở đây coi. Rất là mát luôn. Len này không có túi nhưng mà phơm với vải nó đẹp lắm. Chế tràng tím luôn. Len này nó không có túi. Mặc kiểu như là mặc đẹp thời trang chống nắng không có túi. Này mình phải đeo túi xách mình đựng đồ. Nhưng mà phơm rất là đẹp luôn á chế. Độ đó 43kg vừa không? Là tiền nợ đi rõ. Len vàng. Chắc chị chế hát len vàng chắc cùng coi. Hơi động nha chế như rồi. Màu đỏ đẹp nè mấy chế, mua đỏ tết mà. Màu đỏ đẹp nhất nói nè. Rồi 300 một áo giùm em nha. Đang phát 300 một áo nha mấy chế. Đang mặc màu vàng màu. Đang mặc em có vàng, đen, đỏ, màu da. Cái vải nó mát lạnh luôn mấy chế. Cái này mấy chế muốn chế mua mặc đi sớm đã chán rồi. Mấy chế đem ra mặc sức kem nó bao thấm luôn. Lên 200 đi chứ. Phát này rất tuyệt vải bao yên đúng rồi chứ hả? Chứ mình mơ chắc cả chục rồi phải không? Cả chục cái rồi phải không? Em có màu da, màu đỏ, màu vàng, màu đen, màu hồng. Phát đang mặc là 300 luôn nha mấy chế. Da đen đỏ vàng. Lên 200 luôn phải không? 200 cũng im nữa chứ chạy lấy giùm em cái cây ESL á chứ. Mới về. Không có hình. Là màu da đẹp quá đâu mấy chứ. Da đỏ vàng đen. Mặt nó mát lạnh luôn á. Đỏ 300 chút chứ Quỳnh Mơ. Phát đỏ 300 chút Quỳnh Mơ. Màu da đẹp xỉu cho mấy chế. Da đẹp xỉu. Màu da đẹp xỉu chưa? Chứ cả 10 cái gọi đó em biết mà em bán lại nhớ mà. Có màu hồng nữa.
Rồi màu da đẹp mấy chế ơi. Rồi 300 giùm em nha. Cái chất mặt nó mát lạnh mà mấy chế. Tiền nào của đó mà. Vải đẹp lắm luôn. Em có màu hồng nè, màu đỏ, màu đen. Đen mặt màu da nha. Xí một cái đi chứ trần tím. Cái chất này mặt nó im lắm. Cái sao đẹp quá. Cái này cái chữ nổi nổi đẹp hay mấy chế nè. Đỏ, đen, hồng, da. Cái chế muốn em thử màu nào em thử nha. 300 nghìn nè. Có luôn em, cái viên màu quay. Em lên từ từ em. Hồng, đỏ, đen, da. Dạ không nghe, chiếc tiền Nguyễn thôi. Shop em đang bán tại shop em. Còn một, còn một hai cây xịn gì nữa không ta? Rồi, đen mặt da 300 nha. Em lên mẫu 200 cho mấy chiếc. Mẫu này 200 nè, 200 thì mà thì cái vải nó mỏng hơn mấy chứ. 200 thì mỏng hơn. Len này thì cũng 60. 60 sáu mấy đổ lại vừa nha, tại nó có coi gì. Túi. Mình đeo túi xách đựng đồ là được rồi chứ. Lớp em ở Tóc Văn nghe chế gần trung tâm đang dân qua. Mẫu này là 200 rồi mấy chứ. Ít em à. Cái len này em có vàng, đen, da, bò, đỏ. Sáng. Mẫu này thì 200 nha. Mẫu này thì mát cho mấy chế, chứ chắc không mát. Mẫu này thì 200 giùm em nha. Em mặc màu vàng. Cái này mình mua mặc dưỡng kem của Nguyên đúng chứ. Mình xúc kem nó hết lắm. Rồi XL 200 giùm bác em. Bác đang mặc cái XL 200 luôn nha mấy chế. Em có da, bò, xanh đen. Xanh riêu đẹp nè. Xanh riêu vàng. Rồi chốt màu nào bấm màu giùm em nha. Da, bò, đen, vàng nha. 200 một áo. Chỉ ít eo nha mấy chứ. Cái này có túi trước. Cái này có túi trước cho em nha. Chắc lên nó coi dễ nha mấy chứ. Riêu da. Riêu da vàng đen bọ. Vàng 200 hàng chinh. Màu da xin gâm bích phượng. Màu da đúng vậy. Rồi ai chốt vàng bấm vàng nha. Da đẹp lắm mấy chứ. Quỳnh Mơ. Da đẹp. Sao đồ chế chưa thấy chưa gửi. Tạm Hồng Ly gửi chưa? Da đẹp là mấy chứ. Da đen đỏ riêu cũng đẹp luôn. Da đen đỏ riêu. Gửi chưa? Gửi đồ chế Tạm Hồng Ly chưa? Đồ chế em gửi lâu rồi đó chứ ơi. Là chưa nhận được hả? Gọi là đợt nó ra điểm tới giờ hả chứ? Khoác da 300. Cái tẩm tiên lấy khoác da 300 là mẫu trước phòng. Rồi đang mặc là 200 nha. Đang mặc là 200 nha. Rồi ý eo da. Khoác da 300 chốt cho chiếc tẩm tiên. Đưa giùm em cái cục cục xịn đó chứ. Cục xịn nó trong còn trong nhà còn cục xịn. Để em lên thêm cái cục xịn với cái lựa lên nha. Bởi vì em nói mới chế bây giờ á, dịch nó rất là chặt ruột luôn. Màu đen. Màu đen XL á. Nên là mấy chế có đặt mấy chế tranh thủ đặt sớm mấy chế. Có gì mình còn giải quyết được chứ. Chứ đặt trễ quá là. Bát đen 200 còn chế. Còn đặng cẩm tú hết đen 200. Hết đen rồi. Còn riêu xám vàng. Em hết đen rồi chứ đặng cẩm tú hay đổi qua màu khác giùm em được không chế. Đây mẫu 300 này có túi nè mấy chế. Đặng cẩm tú đổi qua màu khác cho em được không chứ ơi. Mẫu này em có riêu da em đen. Em còn vàng đỏ riêu da. Ok chứ cẩm tiên lấy mẫu trước rồi. Mẫu này 300 luôn giùm em nè. Riêu nè. Mẫu này 300 giùm em là có túi nè mấy chế.
Đặng cẩm tú đổi qua màu khác giùm em được không chế ơi? Chắc nó rất là mát luôn chứ em. Khác đen sao ba ký vừa không? Vừa chứ ơi. Cái chất len nó coi dễ nhưng nó 65 nó lại cũng vừa. Ba game đang mặc hết. Vừa chứ hậu đẳng rồi. Đúng rồi, bây giờ đơn nó chặt vụn lắm. Riêu 200 Phạm Thúy Quỳnh. Riêu 200 trước cho Phạm Thúy Quỳnh. 200 em có xám nhưng mà xám cũng được. Phát Hoàng 300 Cẩm Như Bò 300 Quỳnh Ngân. Cẩm Như kèm số điện thoại chứ ơi. Em có xám 200 nha. Riêu chốt Quỳnh Mơ. Cái Quỳnh Mơ lấy riêu 300 không? Cảm ơn kèm cái điện thoại biết có đâu. Rồi đen mà em còn cái vàng nữa là hết nha. Màu da cũng được. Rồi lấy phát vàng 300. Dạ em vừa rồi nha chế Linh Nam này. Chế xem cái áo phát 200 lại phát 200 em còn vàng riêu xám đỏ đơn. Cẩm Như kèm số điện thoại biết có đơn nha chế ơi. Ok chứ Cẩm Như em thấy số. Em đang mặc là màu da nè mấy chế. Không màu vàng em còn da đen đỏ đơn. Đen 300 chút cho Diễm Trương. Đen 300 em chút cho Diễm Trương. Đang mặc là màu da. Đang mặc là màu da. Phát Quảng Châu là chỉ muốn mua phát gì mới được chứ ơi. Chân váy hồi nãy 5657 còn xe lọ. Em đang mặc là màu da nha. Màu da 200 đợi em chứ nha. Mua đỏ đó mới chế tết mình mặc đỏ nè. Đơn Ngọc Yến gửi chưa? Ngọc Yến gửi rồi chứ. Xám 200 chút chứ hàng chinh. Rồi cái len 300 này em không phải khen chứ. Cảm gầy không có đủ hàng bán không mấy chế. Mấy chế thích quá trời luôn. Chứ Diễm Chương có nha. Mấy chế thích áo 300 này quá trời luôn. Tại vì cái vải nó siêu im luôn mấy chế. Cái chất len nó im lắm. Đỏ đây mấy chế. Da 300 Quỳnh Mơ. Đỏ đô đẹp quá. Đỏ đô rất là đẹp luôn. Rồi em còn đỏ đô với đen với vàng. Mỗi này nó hết nha. Mỗi này có hai cái túi dễ thương nè. 60 số mấy lại cũng vừa tại chất em nó coi giãn lắm. Rồi ai chút đỏ bấm đỏ giùm em nha. Đỏ đẹp quá. Cái form rất là đẹp luôn. Nó có cái bo nhẹ đây là mặt mình cảm giác rất là gọn người. Không có bị mập quá mấy chế. Rồi ai chút đỏ bấm đỏ nha. Cái này còn đỏ đen vàng. Cái này còn đỏ đen vàng nha. Cái mẫu 200 là em còn đỏ đô vàng. Đỏ đô lấy cho chiếc Nguyên Lê 300. Ok Nguyên Lê lấy đỏ đô 300. Còn màu nào chưa mặc con màu đen. Còn đen đỏ vàng 300. Lấy cái 300 nãy Dung mặc ám. Là màu gì chứ? Nguyễn Nguyên. Phan Thí có phát 200 không? Nguyễn Phan Thí em chốt chứ ngồi nha chứ ơi. Xịn này còn mẫu nào không chứ? Quần mơ đâu. Xịn còn mẫu nào không? Là màu đen cũng đẹp nha. Rồi em đang mặc là màu đen nha. Mẫu này em còn đen, đỏ với da nữa là hết. Phát này 300 giùm em nha. Em đang mặc là màu đen nha mấy chứ. Nguyên Phạm Thí có phát 200 nha chứ. Cục đó đó chứ, cục đó là xịn đó. Rồi ai chút đen bấm đen nha, 300 chứ. Mẫu này em còn màu vàng. Một cái vàng, một vàng. Vàng đẹp là mấy cái chất nó siêu mịn luôn. Còn mẫu này đẹp nè. Mẫu này mua màu xám cho cái Quỳnh Mơ. Màu xám chưa có nè. Mẫu này có màu mới nha. Màu xám đẹp nè. Mẫu này em có xám da bò đỏ. Mẫu này có caro dưới xinh nữa. Bị xinh nha. Rồi mẫu này em có xám nè, da bò đó vô. Phát 300 luôn em mới chế. Màu xám
Ngọc cho em nha. Ok, chứ Trăng Nguyễn. Màu da nè, mẫu này có viền cái nón nè mấy chị. Sáng mình mơ. Hai chút xám lắm xám nha. Màu xám xem không mấy chị à. Xám đẹp nha. Rồi xám nè, da nè, 300 một áo nè. Cái sale nó có chữ nè. Rồi rồi xám da bò đỏ đô dùm em 300 nha. Áo lẻ hả chế? Lại mai mốt thì em lên thêm áo lẻ nha chế Thùy Mỹ ơi. Ê có mấy cái mẫu áo mặc cái chân váy đẹp á ý chứ mới về đó. Riêu 200 chuyên Ngọc Yến còn riêu không? Nãy còn cái. Em hết riêu rồi chứ chuyên Ngọc Yến ơi. Lấy em cái da bò. Đói nha, giá 300. Cái bò, cái này em mới cầm phải không? Cái mới cầm đúng không chứ xinh xinh tươi ơi. Đặt trong tin nhắn là mẫu nào. Rồi mẫu này em có xám da bò. Bò cũng được. Xám còn không chế. Còn xám em chốt cho Cao Thị cho che. Sáng đẹp em lấy sáng nhiều. Để em lên áo xin tôi phải lấy mẫu với Dung đang cầm không chứ ơi. Cái chân váy nãy đầu đi rồi chứ. Không phải. Em lấy sáng này chứ. Còn cái sáng nè. Rồi em có bò nè. Cái vàng nãy chứ mới bỏ xuống. Cái vàng chắc cái vàng trước quá. Cái vàng có hai cái túi phải không gái? Ok chứ Cao Thị. Cho Trang em có thấy số. Rồi em đang mặc là bò nè. Hồi nãy còn cái riêu mà riêu 200 nè. Riêu 200 đó. Riêu 200 Trương Ngọc Yến. Trương Ngọc Yến. Chứ Trương Ngọc Yến cũng riêu 200 nha chứ ơi. Rồi em đang mặc là bò nha. Mẫu lên chưa 207 hình như hết hàng rồi. Rồi em đang mặc là bò nha. Đỏ đôi hết eo là 200 nha. Cái mẫu xinh xinh tươi lấy cái mẫu có hai cái túi đó. Nè, XL là 200 nha, đỏ đô 200. Rồi bò đang mặc 300. Em biết xinh xinh tươi. Áo khoác len 63 kg dạ vừa chứ ơi. Bò 300 chút cái quần mơ. Bò 300 chút quần mơ. Cái mẫu này em còn đỏ nè. Đỏ tết mặt với chứ mua đỏ tết mặt. Màu đỏ nó đẹp gì đâu á. Tại vì màu đỏ này nó không quá tươi mà nó không quá đậm á mấy chứ. Màu đỏ này nhìn nó sang ghê luôn. Đỏ này biết chưa đỏ gì. Đỏ này đẹp quá. Rồi mẫu này em còn đỏ bò sáng nữa hết nè. Rồi ai chút đỏ bấm đỏ nha. Đỏ len chế đúng rồi, đỏ len 300 giùm em nha. Phơm áo không đẹp không lấy tiền luôn, vải đẹp xuất sắc. Đỏ 300. Áo xà len xà nồi nè. Áo này mặc chân váy đẹp này chứ Thùy Mỹ. Mới vừa về. Rồi chốt giùm em giá mì xèo luôn 140.000. Ba cái thôi. Rồi 140.000 giùm em nha. Lên sọc giùm em nha. Cái này mới chế mặc với chân váy quần jean gì cũng xinh. Nè vừa mặc luôn. Đỏ 300 bình mơ. Rồi đẹp quá mấy chế ơi. Quá đẹp luôn. Sọc lên channel giùm em nha. 140.000. Sọc này thì xinh. Bình mơ không cài gì coi like lắm. Em có bình mơ. Lên sọc chút thẩm viên. Cái này đẹp quá không lẽ lấy mặt ý. Nhìn cái màu là thấy thương liền. Ngọt đó. Ngọt gì đâu. Rồi lên sọc 140. Áo khoác bò 300 Nguyễn Bảo An. Ok chế. Còn rồi sọc trắng đen giùm em 140. Áo 140 Lê Thị
vừa chứ ơi, áo khoác 65 kêu lại cũng vừa. Rồi mẫu này chốt luôn mấy chiếc 140 cho mau hết là bình thường bán 150 luôn nha. Áo 140 còn chứ? Sọc xanh còn. 140 chốt cái chiếc chương luôn. Ôi sọc xanh dễ thương quá. Trời cái chắc này mặc cái quần bát đúng đẹp luôn á. Ghiền tới áo này rồi. Không. Ở ngày cô bên kia mấy chục bộ rồi. Sọc xanh nè, đợi em nha kiếm ơi. Đợi em nha. Lấy lên sọc chút thiền mỹ. Rồi lên sọc 140 dễ thương quá à. Trời gáo này mặc cái quần bát dễ thương dữ luôn á. Em phải xứng gì cái. Lên sọc chút cho chiếc huyền mỹ. Lên sọc đẹp quá chứ ơi. Lên sọc 140 luôn. Lên sọc 140 luôn nha. Rồi lên thủy thủ này cũng dễ thương đó. Dễ thương quá, nhìn cái thấy nó lấy mặt liền mà cái chắc nó đẹp lắm luôn. Ồ, chắc chứ xí một cái quá, chừa chứ một cái nó hết rồi. Hết rồi hả? Cái đó như là hết. Đẹp quá, đẹp quá. Cái gì? Để mai đặt thi, mai đặt thi. Chân váy 57kg chốt kim vi. Cái này cũng đẹp nữa nè. Ok, chiếc thiền mỹ nha. Trời ơi, cái này đẹp quá. Trời, chốt mấy chế 140 luôn á. Cái áo này cổ thủy thủ luôn mấy chế. Cái này em có màu trắng với màu đen. Nếu mà mấy chế muốn lấy màu trắng em đặt thêm nha. Trời ơi, đẹp quá. Quá đẹp luôn, cái áo này cũng dễ thương đó. Nè, nói mấy chế nghe nè. Tại vì em thử với chân váy lên cho mấy chế coi dễ thương. Chứ cái này mình lên với quần jean cũng rất là đẹp nha. Mình mặc quần jean lưng cao, quần jean nóng mát là đẹp quá. Chốt dùm em lên thủy thủ đi, cái cổ thủy thủ nè, 140.000 như mấy chế nhà, có màu trắng với màu đen. Rồi lên thủy thủ 140.000 trắng đen. Lên thủy thủ nha, 140.000 trắng đen, nhớ chia sẻ livestream dùm em nha, tức like bán 150.000 đất trời. Dễ thương quá, áo này dễ thương quá. Áo khoác lên bò 300. Chí Khánh Phong Tô lấy cái nào, lên bò đâu coi lấy mẫu trước được không, còn mẫu nào ạ? Bò 300 còn mẫu nào lấy da được không chứ? Đen chút Quỳnh Mơ. Dễ thương quá trời luôn á. Quỳnh Mơ mua về cho Kiều Quanh phải không? Trời, áo này dễ thương quá trời luôn á. Đen 140 chút Quỳnh Mơ. Cái đó còn màu gì chế? Khách lấy bò 300 còn không? Hả? Ok, Chí Khánh Phong Tô in đen thủy thủ đi. À, áo thủy thủ có màu trắng nữa nha. Đen thủy thủ nha. Ok, Chí Khánh Phong Tô. Rồi 140 giùm em nha. Dễ thương quá, áo này mặc cái quần bát đẹp lắm nè. Quần bát mình còn không vậy? Mấy chế ơi, em bán quần ghi em khổ sở quá. Mấy chế toàn là em bán 5 ghi là còn 2 túi chứ 300 còn không? Dạ còn nha chế Diễm Kiều ơi. Bán 5 ghi là còn 5 ghi sẽ ép khổ gì đó mấy chế. Em còn cái lấy được ok nha chế. Không lẽ để mặt hết đen hồng luôn không? Chế chia sẻ 140. Tự nhiều con tôi. Áo phát len còn không cho chế xem. Nãy giờ em lên nhiều mẫu rồi đó gì con yêu. Chế Diễm Kiều ơi, lấy được ok gì con? Cái này con nữa. Ừ, cân chút đây. Áo len bò em còn mẫu 300 này được không? Được không? Chiếc kim anh đây được thì ok nha chứ. Mấy áo này dễ mặc nó chế ơi. Áo hả chế, áo len này 60kg lại cũng vừa. Tại vì nó có độ giãn không mấy chế. Đen thủy thủ chút trăm nha. Đen thủy thủ với chia sẻ 140 giùm em. Em chốt rồi nha chế, xinh xinh tươi rồi. Ờ ghé lấy gọi số nào hả? Ờ số của Dung đi trên trang cá nhân á. 0917678967. Em còn bò này được không mấy chế yêu? Bò này 300. Bò Gucci 300. Bò này nữa. Còn cái bò hai túi nè, hồi nãy chế nào chút bò hai túi đó. Bò hai túi còn sáng. Đen thủy thủ 300 giùm em. Rồi bò nè, bò hai túi nè, bò hai túi 300. Áo khoác thì 66 mấy lại cũng vừa nha mấy chế. Còn cây đó kiểu gì vậy chế? Nào. Hai túi thôi chứ. À. Cái đó kiểu gì? Rồi áo đang mặc mà 300 nha mấy chế nha. Áo đang mặc 300 màu bò. Mấy chế đổi qua màu bò đây được không mấy chế ơi? Có màu hồng này nữa nè, màu hồng gút. Áo khoác em có màu hồng gút này cũng đẹp nữa nè. Hoặc là màu đen dễ mặc. Hồng 300. Màu đen rất là dễ mặc, đen sang rồi mấy chế. Trời, đen lên Gucci rất là sang. Áo khoác này phi size giùm em nha.
gì chị? Áo khoác là phi size nha chị. Tính theo văn tính này. Rồi đen giùm em nha. Đen đẹp quá vậy trời. Nãy giờ bỏ qua màu đen. Đen có hai cái à. Lấy cho bác vàng ha. 320 túi nữa. Ok Quỳnh Mơ. Trời ơi cái đen đẹp quá chứ Quỳnh Mơ ơi, chứ mua màu đen luôn giùm em đi chứ. Màu đen đẹp quá. Đây có hai cái luôn nha. Lấy phát vàng 2 túi. Nè lấy này nè. Ừ. Xếp gì đâu vậy chế yêu. Rồi ai chốt đen bấm đen giùm em nha. Đen không đẹp không lấy tiền luôn. Rồi bà hỏi sai gì hoài luôn. Thấy thêm cái nữa. Rồi ai chốt bấm giùm em nha. Rồi đen 300. Rồi ví dụ mấy chứ em kết like luôn mấy chứ. Mai mốt gì em like tiếp. Áo đen đen thị thủ có màu trắng không? Có luôn nha. Anh Giang ship 30.000. Nhớ là trong like này đặt kem với serum được miễn ship nha. Kết like tiếp ship bình thường. Rồi chế yêu làm tranh thủ giùm em nha. Đen đang mặc 300 nha. Quốc đen luôn ok, chốt đơn cho chế luôn nha. Ok Quỳnh Mơ. Kẹp tóc dạ ít tóc kẹp được chứ, ít nhiều gì cũng kẹp được chứ á. Tại vì tóc này kẹp này kẹp phân nửa tóc cũng được nữa. Em ưa like em kẹp phân nửa tóc á. Cà Mau nghe chế Nguyễn Bảo em. Kẹp phân nửa tóc cũng được nữa nha. Kẹp tóc 70.000. Em có màu đen, màu da với màu xanh. Rồi tạm biệt cả nhà yêu nha. Mai mốt thì em like sẽ thông báo cho mấy chế nha. Tạm biệt cả nhà nha, bữa nay nghỉ sớm mấy chế ơi. Tạm biệt mọi người. Bye bye. See you again. Lâu lâu like lâu lâu cho mấy chế nhớ chơi vậy đó. Rồi chế Phượng Lê chốt cái gì à? Đen 300, B5, serum kẹp tóc gì đó, in cái phiếu đó, cái liên kết. Đen còn cái nữa là hết luôn rồi đó. Nào like nữa chứ thông báo mai hoặc mốt nha gái. Bye bye.